Bây giờ các vị đã nghe chưa? Alo, các vị đã nghe rõ chưa? Đây rồi. Sáng hôm nay mình sẽ học trở lại, sẽ học trở lại cái bài kinh bị dang dở hôm trước, học trở lại bài kinh đó. Là một ngày đó Đức Phật biết rằng có một vị Phạm Thiên tà kiến cho rằng không ai mà tới được cái chỗ của mình hết. Tôi nhớ hôm trước có vị có nghe, có vị có còn nhớ chỗ này không? Đức Phật ngài biết có một vị Phạm Thiên có cái suy nghĩ như vậy, cái điều đó nó không có tốt. Khi mình sống mình chìm sâu trong cái cảnh giới nào đó, rồi mình cho cái cảnh giới đó là số 1, không còn biết gì tới cái khác, không còn biết gì tới ai khác, thì đây là một cái thái độ tâm lý mà trong kinh gọi là áo phi lý quê sát, là thiên kiến. Còn thái độ thứ hai là thái độ ngoan cố, gọi là ý đăng sách cha phí ni về sát, cho rằng chỉ có cái này là chân lý, ngoài ra đều không chấp nhận được. Ý đăng sách cha phi ni về sát, kêu gọn nói gọn là phi ni về sát, nhưng mà nếu mà nói cho đủ là ý đăng sách cha phi ni về sát, có nghĩa là ý đăng là cái này, còn sách cha là sự thật hay là chân lý. Gọi phi ni về sát tức là sự cố chấp hay là thiên kiến. Như vậy thì ý đăng sách cha với ni quê xá đó là một thuật ngữ, đây là một thuật ngữ trong kinh để gọi cho cái thái độ đó, cái thái độ mà cho đây là số 1. Và phải nói rằng nếu không có Phật pháp thì chúng ta có lẽ không có cơ hội để mà nhìn ngắm lại bản thân mình qua những cái góc cạnh tốt xấu sâu sắc và quan trọng đến như vậy. Hôm trước chúng tôi có nói rồi, mỗi người có một cái điểm tựa. Thí dụ như chúng ta có cái điểm tựa, nhưng có nhiều điểm tựa rất là rùi bu, rất là tào lao, nhưng mà đối với mình nó là cả một cảnh giới, nó là một cái vũ trụ, và mình chìm sâu gắm chặt cái trong đó, và mình không có nghĩ đến chuyện mình thoát ra được, và mình nghĩ đó là tất cả. Thí dụ như mình có cái điểm tựa là nhan sắc, và các vị cứ để ý thì sẽ thấy liền những người họ có nhan sắc á, cả ngày họ cứ lây quay trong đó thôi, không có gì quan trọng hơn cái nhan sắc của họ. Rồi có người thì họ có nặng đồng tiền, khi mà họ có chút đỉnh tiền bạc rồi đó, không biết làm được cái nghề gì cũng cần biết, bản thân họ cái nhân cách, cái kiến thức, là cái đạo đức, là vân vân và vân, nó quan trọng. Quan trọng nhất là cái đồng tiền của ta, họ là tất cả, ăn to nói lớn, quên quan khoác lác, coi không ai ra gì, thì mình có tiền thôi. Người định nhan sắc kẻ có tiền, người có học vị, người học vị. Còn có những người không có học vị nhưng mà họ ý là họ có cái kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó, và họ có cái quyền lực xã hội chức vụ trong chính phủ, thí dụ như vậy, hoặc là tiếng tăm, họ là một người có tiếng tăm, thì vân vân. Thì mỗi người có một cái điểm tựa, và cái nguy hiểm nhất là theo lời của một nữ thi sĩ người Anh, tôi quên tên rồi, và nói một cái câu mà tôi rất là thích, đó là tôi có thể chịu đựng được một cái anh chàng ngu dốt, anh suy nghĩ ngu dốt, anh nói năng ngu dốt, hành động ngu dốt, tôi có thể chịu đựng được.
và tôi có thể thông cảm được. Nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được một anh chàng ngu dốt mà anh lại tự mãn, tự đắc với cái ngu dốt của anh, thì cái người đó tôi chịu thua, tôi chịu thua. Tôi đọc cái câu đó tôi rất là thích, rất là mê. Và tôi cứ nhớ tôi cứ lấy cái câu đó làm cái đề tài để mà viết một cái bài tản mạn ở trong trang web Lâm Thông. Tôi nhắc lại là bà nói rằng tôi có thể chịu đựng một cái anh chàng ngu dốt, stupid, nhưng mà tôi không thể nào mà tôi đủ kiên nhẫn để mà chịu đựng một anh chàng tự đắc tự hào với cái ngu dốt của mình. Và tôi nhắc lại rằng có nhiều khi chúng ta phải cắn răng chấp nhận những sự thật rất là khó nghe, đó là bản thân mỗi người luôn luôn có những cái điểm tựa, kể cả những điểm tựa đó nó chẳng là gì trong mắt thiên hạ hết, nhưng mà miễn sao nó đối với mình ấy nó quan trọng là được rồi. Và chính từ chỗ này nè nó mới nảy ra cái mà Đức Phật gọi là affini về sắc, gọi là sắc y đăng sắc cha affini về sắc. Có đây nên lưu ý cái này. Và tôi đã nói 1.000.000 lần, đó là chỉ có người biết Phật pháp, chỉ có một hành giả tứ niệm xứ mới có dịp thấy ra một điều rất là thú vị và cũng rất rất là quan trọng, đó là tất cả những gì mình ghét, tất cả những gì mình thích đều đáng phải bị xét lại hết. Bởi vì tất cả những thứ mình gọi là thích hay là ghét ở đời đó, nó chỉ có một cái ý nghĩa, có một cái giá trị rất là tương đối. Vì sao? Vì cái đời sống tinh thần của chúng ta đó nó có rất là nhiều cái điểm tựa, mà điểm tựa nào cũng phù du hết. Tôi ví dụ như cái tiền nghiệp quá khứ, do cái tiền nghiệp quá khứ hôm nay chúng ta sanh vào một cái gia cảnh, một cái bối cảnh xã hội nào đó, trong một cái môi trường ăn học, một cái điều kiện sinh hoạt nào đó, rồi thì tiếp theo là cái giáo dục của gia đình, rồi giáo dục học đường, sách báo mà chúng ta đọc được, rồi thì cái khuynh hướng tâm lý cá nhân. Như vậy thì có ba cái: một là cái tiền nghiệp quá khứ, tiền nghiệp; thứ hai đó là cái khuynh hướng tâm lý; và cái thứ ba đó là cái môi trường sống hiện tại. Chính ba cái này này, chính ba cái này, chính ba cái này nó mới dẫn đến cái chuyện mà chúng ta thích hay là ghét cái gì đó. Các vị còn nhớ nhớ ba cái này không? Các vị có còn nhớ là tôi từng nói, từng nhắc đến ba cái này không? Nếu mà mình thấy được ba cái này này, mình mới phải xét lại, mình mới có dịp mình chịu khó ngồi mình xét lại. Mình xét lại thì ra những cái thứ mà mình theo đuổi cả đời đó, nhiều khi nó rất là buồn cười. Mình thờ phụng một cái gì đó, một cái lý tưởng tôn giáo hay là chính trị hay là văn hóa, nhiều khi nó khởi đi từ một cái, nó khởi đi từ những cái nguyên cớ rất là mắc cười, rất là buồn cười, rất là trẻ con. Chỉ có ba cái này thôi, do tiền nghiệp nó đẩy cho chúng ta đi vào một cái hoàn cảnh sống nào đó, rồi do khuynh hướng tâm lý, rồi cái thứ ba là cái môi trường sống hiện tại. Cho nên chúng ta thích, người Ý là thích ăn cái món đó, người Pháp họ thích uống cái món đó, người Việt Nam thì thích sử dụng cái món đồ đó. Ví dụ như người Việt Nam thích áo dài, thích đông lá, thì nếu mà mình xét một cách hồn nhiên thì đúng rồi, bởi vì tôi là người Việt, tôi phải yêu cái quốc hồn quốc túy của tôi. Nhưng mà nếu nói sâu, nói xa một chút thì từ đâu mà có quốc hồn quốc túy này? Tại vì chúng ta đầu thai, chúng ta tái sanh vào cái bụng của một người mẹ Việt Nam, rồi từ đó chúng ta lớn lên, chúng ta chấp nhận văn hóa Việt Nam, chúng ta như một con cá ở trong cái bể kính mang cái tên là Việt Nam. Từ đó chúng ta thích áo dài, chúng ta thích nón lá, chúng ta thích áo bà ba, chúng ta thích từ ngày xưa chúng ta thích áo tứ thân, rồi áo dài khăn đóng, guốc mặt, và chưa kể vô vàn những thức ăn, thức uống, những cái kiểu sinh hoạt rất rất là Việt Nam. Tôi nhân bài kinh này tôi nhấn mạnh điểm đó, tôi nhân bài kinh này tôi nhấn mạnh một cái điều đó, rằng là đừng có coi nặng những cái điểm ghét và điểm thương, điểm thích của mình, bởi vì nó tất cả những thứ đó nó rất là phù du, nó rất là trẻ con. Cho nên ngài Chanh Cha đó, ngài có một cái lời dặn cho mình đó, là đừng quá tin vào cái cảm xúc bản thân. Thí dụ như mình hành động theo cái thích cái ghét của mình, thì ngài dặn mình là hãy
tự cảnh giác, cảnh tỉnh bản thân ấy, đừng có để mình phải quá nặng lòng với những cảm xúc bản thân. Cái điều đó thường khi là nó hại nhiều hơn lợi, hại nhiều hơn lợi. Chỉ có nhìn lại mình thôi. À, tu Phật là sao? Tu Phật là nhìn lại mình. Và tôi nhớ hôm trước tôi có nhắc lại cái câu nói của ông Rodin, đó là điều cái nghệ thuật, kỹ thuật, bí quyết điêu khắc tượng là bỏ đi cái thừa. Xét lại thì cái chuyện tu học của chúng ta cũng y chang như vậy thôi. Bỏ đi cái thừa, cái gì nó không có cần thiết, cái gì nó không cần thiết bỏ. Rồi trước hết là mình bỏ cái hại, mình thấy cái gì nó có hại mình bỏ, rồi từ từ cái bỏ thì đi tới cái thứ hai, để là cái gì nó thấy nó không có lợi mình bỏ. Và đi thêm từ từ mình đi thêm bước thứ ba, đó là mình chỉ thực hiện toàn là cái điều có lợi thôi. Cái việc phân biệt ba cái này không, một là buổi đầu là mình bỏ đi cái điều có hại. À, tức là mình giữ giới đó, tức là mình giữ giới đó, rồi từ từ cái mình mới là bỏ đi những cái điều không có lợi. Rồi cái từ từ cái mình bỏ sau khi bỏ được hai cái đó rồi, thì đến cái bước thứ ba đó là mình chỉ thực hiện toàn là điều có lợi thôi. Thì Đức Phật cái ngày nhìn thấy cái vị Phạm Thiên có tài kiến như vậy, cho nên ngài đã xuất hiện. Và với ngài biết rằng với sự xuất hiện của ngài sẽ kéo theo sự xuất hiện của các vị đại đệ tử, và chính sự xuất hiện này sẽ làm cho việc này thay đổi cái quan điểm cố chấp của mình. Và chúng ta thấy cuối cùng thì vị Phạm Thiên này đã từ bỏ cái cố chấp của mình. Cái nội dung mình kinh, nếu mà hiểu như vậy đó, thì nó sẽ sâu hơn nhiều lắm, chứ không phải chỉ là một câu chuyện kể. Ok, tiếp theo chúng ta học cái bài kinh tiếp theo nhé. Bài kinh Phóng Dật. Bài kinh Phóng Dật. Bài kinh Phóng Dật cũng y hệt như vậy nha. Bài kinh Phóng Dật cũng y hệt như vậy. Bài kinh Phóng Dật cũng không có gì phải giải thích hết. Tức là bài kinh trước bài kinh trước kể chuyện năm vị đại thánh. Còn kinh sau á thì kể chuyện hai vị Phạm Thiên. Nội dung giống hệt nhau, giống hệt nhau, nội dung giống hệt nhau. Tức là cũng có một vị Phạm Thiên cố chấp cho rằng mình là số 1, thì được hai vị Phạm Thiên khác đến nhắc nhở. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn, các vị có thấy cái chữ Bích Chi không? Bích Chi, chữ Bích Chi này trong tiếng Pali đó là Bách Chi Cát. Bách Chi Cát chỉ Bích Chi là tiếng âm ha, tiếng tiếng tạo âm chứ không phải là tiếng dịch nha. Cái này âm giống như là Washington, Washington âm là hoa thịnh đốn, ý vậy đó. Nhớ nha, cái chữ Bích Chi này là tiếng âm, Bích Chi này nó là tạo âm, Bích Chi Cát âm từ chữ Bích Chi Cát. Bích Chi ở đây đó, trong kinh Pali giải thích gọi là Ekachari. Các vị nếu mà có vị nào học nghe giảng mà có ghi chép nên ghi Ekachari, là kẻ độc hành Ekachari. Còn mà mình đi mà mình đi đâu mà có lùm đùm lề đề đó ha, gọi là Parisachari, là cái kẻ sống bầy đàn, sống bầy đàn, sống chung tập thể, hoặc là những cái kẻ lữ hành mà có bè bạn
gọi là Parisachari. Còn cái Pachikachari và cái này là Ekachari, cái này một mình, có nghĩa là ví dụ như trong kinh nó có ba bậc giác ngộ. Bậc thứ nhất là chánh đẳng giác, tức là không cần thầy nhưng mà có thể làm thầy cho người khác. Cái hạng thứ hai đó là thinh văn giác, tôi cố ý tôi kể số 3 trước. Cái hạng thứ hai là hạng thinh văn giác, có nghĩa là bản thân mình cần cần có thầy mình mới giác ngộ được, tức là thầy là vị chánh đẳng giác, phải nhờ vị chánh đẳng giác mới giác ngộ được. Nhưng mà bản thân mình cũng có thể độ cho người khác đắc quả giống như mình, thì đó là thinh văn. Nhưng cái hạng thứ ba đó là bát chìa cái bút tháp, đó là độc giác Phật. Hay là bích chi Phật, tức là không cần ai làm thầy nhưng bản thân mình cũng không làm thầy ai hết, tức là trên trên thì không có thầy, dưới thì không có trò đó, chỉ có bạn thôi. Mà thỉnh thoảng có lúc có những vị Phật độc giác sanh ra nhầm, có lúc mà có nhiều vị đắc độc giác giống như mình thì coi như có bạn, còn không thì trước sau thì chỉ có một mình, tức là trên thì không có thầy mà dưới thì không có trò đó. Còn nó gọi là bạn là vì lúc đó trong cái thế giới này, lúc đó cái chỗ tốt nhất là cái núi Ganh Thamma, một cái ngọn núi nào đó, chẳng hạn như trái đất này thì có cái núi Ganh Thamma đấy, cái chỗ tập trung có vị Phật độc giác. Nhưng mà ở một trái đất khác thì một cái ngọn, một cái chỗ, một cái trú xứ nào khác, nó mang cái tên khác mà gọi là bạn cho vui vậy, chứ thật ra thì các vị cũng sống một mình, bởi vì một cái hang, một cái tỉnh thất riêng. Vị này không có phải là cái điểm tựa cho vị kia, để trong trường hợp đó gọi là bích chi. Còn mình thì sao? Mình đó thì trên thì phải có thầy mà dưới phải có trò, còn không đó thì trên phải có thầy dưới phải có bạn. Thì những cái vị phạm thiên mà mình thấy gọi là bích chi đó là những vị này là thường xuyên sống một mình, thường xuyên ở một mình, không có bè bạn chung quanh, không có người lớn hơn mà cũng không có người nhỏ hơn, thì được gọi là bích chi Phật. Các vị nhớ cái đó nha, đây là những cái chú giải chú thích ở trong chú giải đó. Mà cái chữ bích chi phạm thiên này quý vị sẽ gặp rất là thường. Rồi bây giờ tiếp theo, tiếp theo là bài kinh Cô Kali Cát. Bài kinh Cô Kali Cát bữa nay phải học hết cái phần phẩm thiên mới được. Kinh tiếp theo đó là kinh Cô Kali Cát nhé, bài kinh Cô Kali Cát. Chúng ta biết rằng là có một số chữ, có một số chữ các vị cũng nên biết đây ha. Áp Maya có nghĩa là vô hạn, vô lượng, vô biên, vô số. Mặc dù những chữ này trong tiếng Việt Nam á, thì nó khác nghĩa nhau, nhưng mà trong Pali Appamaya nó có nghĩa là vậy đó, nó có nghĩa hết những nghĩa này, có nghĩa là không có đo đớn, không thể đếm đo cân đong, không thể đo đếm cân đong thì gọi là Appamaya. Cho nên nó gọi là vô hạn, vô lượng, vô biên, vô số là như vậy đó. Cái chữ ấp bây giờ như vậy thì chúng ta biết rằng ông Đề Bà Đạt Đa ha, Đề Bà Đạt Đa là em ruột của bà Gia Du Đà La, tức là nói theo cái vai vế ngoài đời á, thì ông Đề Bà Đạt Đa đó ông là em vợ của Thái tử Tất Đạt. Rồi sau khi Thái tử Tất Đạt đi xuất gia thành Phật ấy, thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia theo. Thời gian đầu ông tu hành rất là tốt, ông đắc được thần thông. Nhưng mà sau đó vì nhiều cái lý do, một đó là
sự oan trái từ nhiều đời đối với Bồ Tát. Thứ hai đó là cái khuynh hướng, bất thiện. Và cái thứ ba đó là một số tiền nghiệp bất thiện của Bồ Tát. Bây giờ là Đức Phật. Các vị nhớ nha, do ba cái này cộng lại, một đó là sự oan trái nhiều đời của ông đối với Bồ Tát, rồi thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý của ông đó, bất thiện, rồi thứ ba nó là một số tiền nghiệp của Bồ Tát. Có nghĩa là khi mà ngài chưa thành Phật ấy, ngài ngài cũng là một người phàm như chúng ta vậy đó. Tu thì có tu, nhiều lắm ạ, tu nhiều hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng mà ngài cũng có những cái kiếp sống mà ngài làm những cái điều bất thiện, và những cái nghiệp bất thiện đó đã là nghiệp mà thiện hay bất thiện thì có lúc nó cho quả chứ, nó để lại cái quả báo. Thì ngay khi ngài thành Phật á, thì trên kinh nói này, có nhiều cái trường hợp mình gọi là cái tai nạn trong đời của ngài đó, nó không phải ngẫu nhiên mà là nó do những cái nghiệp xấu trong đời trước. Tịnh Bát Tông ấy thì họ vẽ Đức Phật riết rồi, bây giờ mình không còn thấy Đức Phật là một con người bình thường nữa, mà giống như ông thần ông thánh gì mà trên mây ấy. Họ gọi tất cả những tai nạn của Đức Phật ấy, là đều là những trường hợp thị hiện để hoằng pháp. Tôi nhắc lại nha, bên Bát Tông ấy, họ gọi, chắc phải ghi ra rồi, Mahayana hả, họ gọi tất cả trường hợp tai nạn của Đức Phật ấy, là thị hiện độ sinh, thị hiện độ sinh, kể cả cái việc mà ngài khổ hạnh hay là ngày nhập thiền, ngày ăn cơm uống nước, ngày đi đứng, tất cả đều là thị hiện hết. Có nghĩa là vì một cái mục đích nào đó mà ngày ngày cố tình làm như vậy, cố tình, thì đó là Bát Tông mà nói. Nhưng mà theo Năm Tông thì Đức Phật là một người đều có ba cái mà được gọi khiến cho ngài trở thành một bậc đại giác. Thứ nhất, ngài là bậc đại bi, ai ngài cũng thương giống nhau, ai ngày cũng thương giống nhau. Thì đó là một con ruồi, một con giòi, hay là một vị phạm thiên, hay là một vị thánh đệ tử, thì ai Đức Phật cũng thương giống như nhau. Giống như một người mẹ thì nhìn đứa con là cũng thương, mà ví dụ mẹ, ví dụ một người mẹ đó thì mình hơi gượng đó nha, chứ đúng là cái tình thương của Đức Phật dành cho chúng sinh nó còn nhiều hơn như vậy nữa, nhiều hơn như vậy. Bởi vì người mẹ còn có lúc nổi giận với con, nhưng Đức Phật thì không nha. Thì thứ nhất là Đức Phật có cái bi đức, bi đức tức là cái lòng đại bi, ai ngày cũng thương. Thứ hai đó là cái tịnh đức, cái tịnh đức có nghĩa là đức lòng nào thì cũng có. Đệ tử của ngài đó thì thôi, đệ nhất đầu đà, đệ nhất trí tuệ, đệ đệ nhất từ tâm, đệ nhất thần thông, đệ nhất này, đệ nhất nọ, vân vân và vân vân. Thì tất cả những đệ nhất đó đó chỉ là một con số lẻ của Đức Phật thôi. Chúng tôi cố ý nói con số lẻ là không có đáng gì hết, nhỏ xíu thôi. Tịnh đức thì có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là bất cứ một cái đức lành lành nào người cũng có. Và cái điểm đặc biệt của tịnh đức là gì? Là trước mặt 1 tỷ người hay là trong rừng sâu, trong hang núi, chỉ có một mình ngài thì trước sau ngài luôn luôn là như vậy. Ngài luôn luôn là như vậy thì đó được gọi là tịnh đức. Nhớ nha, bi đức là ai ngài cũng thương, ghi giùm đi, bi đức là ai ngài cũng thương, dù đó là Đề Bà Đạt Đa hay là ngài Rahula, ngài coi giống nhau, hoàn toàn giống nhau, không khác một gam, 1 cm, 1 gram nào hết. Ngài coi ngài 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 Rahula hay là ông Đề Bà Đạt Đa giống y hệt nhau vậy đó. Đó là bi đức. Cái tịnh đức nghĩa là đức lòng nào ngài cũng có, và
Dầu cho Ngài ở trước mặt vô số người hay là một mình Ngài chỗ trong chỗ thanh vắng thì không hề sai khác. Thế Tôn nói sao thì làm vậy, Thế Tôn làm sao thì nói vậy. Từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn, trong suốt khoảng thời gian này Thế Tôn không bao giờ làm sai cái tông chỉ này, là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Trước mặt muôn người như thế nào thì khi có một mình cũng vậy thôi, không có sai khác. Cái thêm cái thêm cái đó gọi là tỉnh đức. Còn cái trí đức là cái gì Ngài cũng biết. Mà Ngài biết cái gì? Biết cái gì? Bản chất và sự vận hành của các pháp, bao gồm người và cõi. Đó là cái biết thứ nhất. Cái biết thứ hai là Ngài biết cái gì làm được và không làm được. Cái biết thứ ba là làm được với cách thức ra sao, thời điểm nào. Đây là ba cái biết, ba cái biết. Một là Ngài biết được cái bản chất, và bản chất có chữ và nữa, bản chất và sự vận hành, và sự vận hành nha, bản chất và cái sự vận hành của các pháp. Thí dụ như bây giờ Ngài biết rõ là cái viên thuốc đó đó nó gồm bao nhiêu thành phần ở trong đó, bao nhiêu thành phần mà dược tính trong đó, bao nhiêu thành phần hóa chất trong đó, đó gọi là biết bản chất. Còn cái vận hành là sao? Ngài biết rõ đó là viên thuốc này là được chế tạo, được bào chế như thế nào, và sau khi uống vào cơ thể đó, thì nó sẽ có tác động ra sao đối với người bệnh, đối với chứng bệnh, đối với các tế bào ở trong cơ thể mình, đối với các vi khuẩn gây bệnh, thì những cái dược chất đó nó sẽ có tác động như ra ra sao, như thế nào, thì biết rõ. Ví dụ như vậy đó, biết rõ cái bản chất và cái sự vận hành. Hoặc khi mình nhìn thấy một cái cây thì Ngài biết rõ cái cây này đó là Ngài hiểu bằng cái biết của một nhà cái nhà biologist, một nhà sinh vật học, biết rõ nó như thế nào, thế nào, thế nào, và cái trong cái cây này nó có những cái dược tính như thế nào, thế nào, cái cây này nó lớn lên như ra sao, cái lá, cái cành, cái trái, cái củ, cái rễ, nó cái nào xài được cho việc gì, Ngài biết. Và Ngài biết cái nó lớn lên như thế nào, Ngài biết. Thì đó được gọi là biết rõ cái bản chất và cái sự vận hành của nó. Tôi chỉ đây tôi chỉ ví dụ thôi. Và người nhìn một chúng sinh như vậy thì biết rõ là chúng sinh là do vô minh duyên hành, hành duyên thức. Ngài biết rõ người này đã tạo cái nghiệp gì và cái khuynh hướng tâm lý ra sao, bây giờ họ là trở thành một con người như vậy đó. Và cái người này có khả năng giác ngộ hay không, và nếu mà có khả năng giác ngộ thì mình phải nói cái gì thì nó hợp với họ. Còn nếu họ không có thể giác ngộ nhưng mà họ có thể nhờ cái câu nói của mình mà họ gieo được cái duyên lành để cho kiếp sau hay không, nếu được thì mình nên nói cái gì để có thể để lại ấn tượng tốt cho họ. Thì tất cả những cái đó nói chung thì được gọi là biết rõ cái bản chất và cái sự vận hành của các pháp là như vậy đó. Rồi cái thứ ba đó là Ngài biết rõ chuyện gì làm được và không làm được. Chuyện gì làm được và không làm được. Cái điều này đối với thiên văn có hạn chế. Tôi ví dụ như có một lần đó, Ngài Mahakaspa, Ngài xả định ở trong hang núi. Rồi Ngài nhìn thấy mấy con dơi nó đang treo toàn ten trong hang. Các vị còn nghe rõ không? Thì dạ, cảm ơn. Thì Ngài mới nhìn mấy con dơi như cái Ngài mới suy nghĩ. Cái cuộc sống của mấy cái con này nó của mấy cái chúng sanh nó tăm tối, nó mù mịt quá. Không biết mấy con này bao giờ nó mới hết cái kiếp dơi. Thì Ngài suy nghĩ như vậy, Ngài mới dùng cái thắng trí của Ngài đó, cả phi nha đó, dùng cái gọi là Anna cách tăng sát nha đó, rồi vị lai trí để người quán xét.
và vì cái lòng từ bi chứ không phải là vì cái lòng tò mò như mình, vì cái lòng đại bi. Thì Ngài quán xét thấy 500 kiếp sống liên tục sau này này, thì cái đám này nó vẫn tiếp tục làm dơi, chết trở lại làm dơi, chết trở lại làm dơi, chết trở lại làm dơi mình suốt 500 như vậy. Thì lúc Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài nói rằng cái việc mà quan sát này này, nó nằm ngoài cái khả năng của một thinh tâm, nằm ngoài khả năng của một thinh tâm, nằm ngoài khả năng của một thinh tâm. Bởi vì trong kinh nói rằng có một cái mà hạng thinh văn, bởi vì độc giác không có thể nào mà truy ra được, cái đó gọi là cái gọi là ba lá sanh xa đó, tức là cái dòng luân hồi của kẻ ngu thiếu duyên giác ngộ. Cái câu này quan trọng này, người tinh lý nhân quả và tam tướng dù ở mức hạn chế nhất cũng không thể sinh tử quá 80 a kỳ đại kiếp. Một người mà tinh lý nhân quả và tam tướng dù ở mức hạn chế nhất hả, thì coi như là cũng không thể sinh tử quá 80 tốt. Tại sao có con số này? Là vì ở trong ba cái hạng Phật ấy, cái hạng mà lâu nhất ấy, là chánh đẳng giác. Mà chánh đẳng giác thì có ba hạng hả, hạnh trí tuệ đó, à, thì tu ba la mật trong 20 a tăng kỳ, hạnh đức tin á thì 40, mà cái hạnh tinh tấn thì 80 a tăng kỳ. Có nghĩa là trong ba hạng Phật á, toàn giác, độc giác và tinh văn giác, thì chúng ta biết là hạnh thấy hạnh toàn giác là lâu nhất, mà trong hạnh toàn giác hạnh tinh tấn là lâu nhất. Mà một cái người mà họ tinh lý nhân quả và lý tam tướng á, phải thêm cái lý tam tướng nữa nha, tinh lý tam quả và lý tam tướng, thì họ không thể nào mà họ đi trễ. Có nghĩa là họ có nguyện thành Phật mà dù cho hạnh tinh tấn thì nữa, thì 80 ở tăng kỳ cũng đã xong rồi, họ cũng thành Phật rồi, nhớ nha. Lý nhân quả là chưa đủ đâu, còn phải cái lý tam tướng nữa. Họ tin rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái người như vậy đó thì cũng không thể sinh tử quá 80 a tăng kỳ được, cho dù họ có nuôi cái nguyện thì trở thành chánh đẳng giác mà hạnh tinh tấn thì 80 a tăng kỳ là phải dứt dứt điểm nha. Còn cái dòng luân hồi của cái kẻ ngu á, cái người mà không có hiểu được hai cái nguyên tắc tam tướng và nhân quả á, thì cái dòng luân hồi đó không biết là đến bao giờ mới hết. Bởi chúng ta biết rằng độc giác á, thấy được hai tăng kỳ hả? Trước và sau chí thượng tịnh văn ở đây, biết ai biết chí thượng không? Chí tịnh văn tức là hai vị mà đệ tử của hai cái vị mà bên tay phải là trái của Đức Phật ấy. Thì biết phải không? Dòng điện cả sắc vô cùng liên á, thấy được một tăng kỳ trước và sau. Bốn bảy vị đại tinh văn ấy, thì thấy được 100.000 đại kiếp trước và sau. Hả? Các vị la hán còn lại thì bất định.
nhiều ít tùy căn cơ cá nhân. Phàm phu thông thường chỉ nhớ tối đa là 40 đại kiếp, Bồ Tát thì 80 đại kiếp. Đây là những con số mà các vị nhớ. Nè, cái vị mà độc giác là thấy được hai tăng kỳ thôi, trí tuệ tinh văn thấy được một tăng kỳ, còn 47 vị đại tinh văn thì thấy được 100.000. Các vị la hán còn lại thì bất định. Rồi cái phàm phu thông thường thì nhớ được tối đa là 40 đại kiếp, mà Bồ Tát là 80 đại kiếp. Mà các vị tưởng tượng cái dòng luân hồi nó là hằng hà sa số ha. Riêng chư Phật chánh đẳng giác thì không có giới hạn nha. Khi nhớ về quá khứ hay xét đến vị lai, đây riêng chỉ về cái đánh giá thì không có giới hạn khi nhớ về quá khứ hay xét đến tương lai, tức là nhớ nghĩ hoài mà có điều lâu quá, có nhiều chúng sanh đến ngày xét 3 ngày 3 đêm, ví dụ như vậy, ví dụ như vậy, ngày xét 3 ngày 3 đêm hoặc là ngày xét đến 100 năm ngày cũng không thấy người đó là giác ngộ. Tuy nhiên nó là nói vậy thôi, trong chú giải có ghi rõ thế này. Hàng thinh văn hả, nhớ quá khứ hay xét vị lai theo cách thứ lớp, riêng chư Phật thì có thể biết trực tiếp nhanh hơn và xa hơn. Biết các vị có hiểu không? Các vị có hiểu các vị có biết biết có hiểu cái hình dung chỗ này không? Cái hành tinh văn á, nhớ quá khứ á, hay là xét vị lai theo cách thứ lớp, có nghĩa là dò từ từ dò kiếp. Thí dụ như bây giờ tôi coi coi các vị kiếp kiếp kế, thì muốn biết các vị 10 kiếp nữa các vị sẽ được cái gì thì tôi phải dò 1 2 3 4 nhanh 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 1 2 4 5 6 7 8 9 để tới 10. Còn riêng cái vị Phật chánh đẳng giác thì không, cả ngày chỉ cần biết là chỉ cần có cái suy nghĩ là cái kiếp thứ 2008 người này sẽ như thế nào thì cần thấy liền, thấy liền. Nói một cách khác á, thì cái theo chú giải nói đó là vị tinh văn giống như cái người mà cầm đèn vậy đó, cầm cái đèn dầu hoặc là cầm cái đuốc vậy đó. Tức là mình muốn muốn biết cái căn nhà số 85 nó sơn màu gì thì cái người nào phải cầm đèn hay cầm đuốc đi từ từ, đi từ cái nhà số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đi nữa tới nhà 85. Rồi đứng trước nhà đó mới cầm cái đuốc cầm cái đèn nó rọi, cái nhà này sơn màu xanh, nhà này có một cái cửa cái, hai cái cửa sổ, có bậc thềm trồng hoa, ở phía trước có cái chậu, có cái bức tượng, có cái bồn nước đó, đó là tinh văn. Còn riêng cái đánh giá giống như người người cầm cái đèn pin vậy đó, thì trong kinh không, từ xưa thì không có đèn pin, nhưng mà trong kinh thì ví dụ giống như cái tia chớp vậy đó, tức là cái tia chớp chớp ở đâu thì thấy ở đó, chứ không có cần mà phải phải đi định dò dò ở đây ai có cùng gì dùng đèn pin thì biết cái đó, mình hiểu như vậy đó. Trong kinh không có nói tới đèn pin nha, nói là cái nhanh cái phần giống như người người dùng cái tia chớp vậy đó, rọi bằng cái tia chớp. Còn mình này, còn hàng tinh văn là giống như người mà cầm đuốc hay cầm đèn hay cái này, phải đi dò từ từ nhà số 1 tới nhà số 85, ví dụ như vậy. Ok, thì tôi đi một vòng để cho các vị thấy như thế nào. Có nghĩa là ông Đề Bà Đạt Đa này nè, ông do ông quan trái nhiều đời với Đức Phật, rồi cộng với Đức Phật thì có cùng trong vòng luân hồi này cũng tạo nhiều cái nghiệp bất thiện á. Chứ còn nếu mà ngài không có nghiệp bất thiện đó, thì ông Đề Bà Đạt Đa hoặc là Phạm Thiên Đế Thích Ma Vương
cũng không có phá ngày được, nhớ nha, không có phá được ngày đâu. Nhưng mà đó, nếu mà nghiệp quá khứ thì cái Phật lực của ngài này, Phật lực như là cái oai lực của ngài nó không không có che chắn được. Cho nên quý vị có biết không, tôi nói ra nhiều người sốc đó, mà tôi không thể không nói, tôi là một tu sĩ Phật giáo nhưng mà tôi không có tin cái chuyện quan cầu siêu cho lắm nha. Không, thay vì nó không tin thì tôi thêm cái chữ cho lắm nữa, có nghĩa là cũng tin mà tin yếu lắm. Làm sao, là cái người bình thường ấy mà trong đời sự thở bình sinh ấy, từ lúc họ còn sống ấy, mà họ có một cái sự tu tập, họ có một cái sự trau dồi thiện pháp ấy, thì khi mà họ bị bệnh hoặc là khi mà họ đã qua đời rồi đó, mình cầu an cầu siêu cho họ tụng kinh ấy, mình còn có chút hy vọng. Thí dụ như họ còn sống, họ đang nằm ngoắc ngoải như vậy đó mà mình tụng kinh ấy, mà họ nghe hiểu được, ba chớp ba nhán cũng được. Còn nếu mà họ chết rồi mà họ sanh làm cái loài mà chúng sinh mà khuất mặt khuất mày mà phi nhơ mà quẩn quanh cái chỗ ở cũ á, thí dụ thôi, chứ trường hợp này cũng hiếm vô cùng. Đã chết rồi thì cái chuyện mà được cái cơ hội sống quẩn quanh đó thì hiếm. Tại sao? Là bởi vì đã nói quẩn quanh có nghĩa là không có nghiệp đặc biệt, không có nghiệp thiện đặc biệt, không có nghiệp ác đặc biệt. Bởi vì nếu mà nghiệp thiện đặc biệt đó, thì họ đã đi về trời. Còn nghiệp ác đặc biệt đó, là đã đi vào các loại xứ. Nhưng thì chỉ trong trường hợp mà họ không có cái hai cái nghiệp đặc biệt đó, thì họ mới quẩn quanh ở bên cạnh mình. Còn không họ đã đi miền biệt. Và trong trường hợp đó mà cái mình hồi mình tụng kinh cầu siêu là mọi hướng cho họ đó, thì trong kinh nó chỉ có một số rất là ít trường hợp mà người quá vãng nhận được cái phước của mình thôi. Mà cái điều nào đi nữa, dầu cho trường hợp nào đi nữa, thì cái chuyện đầu tiên là họ phải biết, người ta nhớ cái này, họ phải biết để hoan hỷ với sự hồi hướng của người làm phước, chỉ trường hợp này mới có thể nhận được phước hồi hướng nha. Chỉ có trường hợp đó thôi, nó mong manh vô cùng, nó mong manh vô cùng. Nhớ cái này, cho nên tôi vì tôi biết được cái này nên tôi không có tin lắm, quý vị biết không? Mà không lẽ bây giờ mà mình nói ra cái động chạm tùm lum hết, bao nhiêu vị đang bài vẽ chuyện mà cầu an cầu siêu rồi mình nói như vậy thì coi như là nó kỳ lắm nha. Người ta đang gọi là tràn ngập cái niềm tin ha. Rồi bây giờ mình phan cái này ra thì nó cũng hơi tàn nhẫn quá. Chứ nếu mà thiệt trong cái chỗ thân tình đó, thì tôi cũng sẽ kề tai nói nhỏ là niềm hy vọng mong manh vô cùng và vô cùng, là vì bởi vì tưởng tượng mình diễn nhỏ xíu thôi, chị này ai cũng thấy hết. Mà nó khổ chỗ là mình bị cái ái phiến đi về sát, bị cái thiên kiến, mình không có chịu lìa bỏ cái thiên kiến đó. Mình cứ vô chùa mình cứ nghe là làm phước đi con, mà hướng con tốt lắm con, coi như là cho thân nhân quá cố họ đang chờ đợi mình. Chứ có một chuyện này các vị phải thấy là cái hồi mình còn sống ấy, lúc mình còn sống mình nhìn thấy người ta làm phước mình có hoan hỷ hay không? Không, cái đó tôi xin năn nỉ bà con trong kinh nha, tôi năn nỉ quý vị nhớ là tôi có đúng gì không. Lúc quý vị còn sống, quý vị nhìn thấy người ta làm phước quý vị có vui hay không? Thường là nó chỉ vui với cái việc phước của bản thân hay là của người thân mình thôi. Chứ còn mà của thí dụ như bây giờ mà cái cô Nguyễn Thị Lan mà cô nhìn cái cô Trần Thị Cúc mà làm phước, mà hai người người dân mắc bớ nhau, thì tôi hỏi có hoan hỷ nổi hay không, có hay không? Khó lắm, rất là khó. Thì ngay khi mình còn sống, mình còn ngon lành, đang tỉnh táo, còn trẻ, còn khỏe, mà mình còn không có tùy hỷ như vậy được, thì thử hỏi mai này mà mình chết rồi, mà nhất là sanh vô một cảnh giới không phải là loài người đó, chỉ có bị tưởng tượng đi, nếu mà sanh làm một loài người mình đâu biết gì đâu. Bởi vì nếu mình chung vô bụng một cái cô một cái bà nào đó thì phải lì trong suốt thời gian mình trong bụng mẹ đâu có biết gì đâu, đúng không? Còn nếu mà sanh làm cái loài hóa sanh thì vừa sanh ra là biết liền đó. Thì sao, có một chuyện mà quý vị phải chấp nhận, không thể nào có thể chống cho được, đó là khi ta mang cái hình hài hình xương bóng khối, cái tâm tình cảm xúc của chúng ta hoàn toàn nó không giống với lúc chúng ta làm người.
Các vị bắt buộc phải nhìn nhận điểm này, bắt buộc. Bởi vì chúng ta phải nói cái tư tưởng của chúng ta đó, cái suy nghĩ, cái cảm xúc của chúng ta đó, nó bị trói buộc, nó bị gò bó, nó bị ràng buộc ở trong cái cục thịt này. Tôi phải xài cái cục thịt đó nha. Chỉ có hành giả mới thấy được cái này, chỉ có hành giả mới thấy được nha. Ngồi yên là mới thấy cái tâm mình đó. Tôi chỉ nói giả định thôi nha, tôi chỉ nói ví dụ thôi chứ đừng có đi đồn nó dễ. Nguyên nói như vậy là chết, chết tôi có cảm giác rằng cái thân mình nó bị nhốt ở trong cái cục thịt này. Mà cái bị nghĩ có đúng không? Có nghĩa là lẽ ra đó, cái thân cái tâm nếu nó nằm riêng nha thì mình thông minh lắm, nhưng mà nó khổ một chỗ nó bị nhốt ở trong cái thân này là sao? Có nghĩa là cái tâm mình đang suy nghĩ ngon lành nhé, bị chỉ cần nghe con ruồi nó bay ngang lỗ tai là phóng rồi nha, con muỗi nó bu vô mặt của mình là phóng rồi, rồi một cơn gió lạnh nó thổi ngang là để mình rùng mình là cái niệm của mình nó bị lột tạch, cái định của mình nó bị tan loạn liền nha. Nhớ cho đó, nhớ nhớ cho đó, coi như là mang cái hình hài mà gọi là quá sức cụ thể, quá sức điển hình này nè, cái tâm tư tình cảm chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng. Rồi mai này thí dụ chúng ta sanh làm một loài phi nhân thì sao? Hình xương cũng khỏi, đi xuyên qua cây cối, xuyên qua vách tường, xuyên qua núi non, nước mặt đất không cản trở mình được. Thế thì thử hỏi trong một hình hài như vậy, cái tâm tư tình cảm của mình nó còn đặc biệt, nó còn dị biệt hơn bây giờ rất là nhiều. Nhớ nha, nhớ nha. Cho nên ngay khi mang hình hài này nè mà chúng ta còn không màng đến cái chuyện người khác làm phước hồi hướng, thì thử hỏi mai này chúng ta ra đi rồi thì làm sao? Đấy. Cho nên cái quan trọng nhất là ngay bây giờ tự cầu an cầu siêu cho mình ngay bây giờ, và bản thân mình ngay bây giờ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, tự mình cầu an, tự mình cầu siêu cho mình ngay khi mình còn có thể làm được, đừng có trông đợi vào người khác. Lý do đơn giản thôi là mình cái lòng tùy hỷ của mình nó ít quá, lòng tùy hỷ mình ít quá, và trên đời này không có gì tàn nhẫn cho bằng mấy ông gian thương để nghĩ ra cái trò giấy vàng bạc, không có gì tàn nhẫn mà. Mấy ngàn năm qua người Tàu người Việt đã đốt không biết bao nhiêu tiền cho cái chuyện rùi bu đó, mà trong khi ngay cái chuyện làm phước và hướng đó, nó có hy vọng nhiều hơn, vậy mà còn bị xem là rất đổi mong manh, nói chi là chuyện đốt vàng mã, cả đời làm ác, thân nhân chết chết rồi không biết làm phước mà cũng chỉ biết là bu cực kỳ, là mua giấy vàng bạc về mà đốt. Rồi bây giờ còn có xích lô bằng giấy, nhà lầu bằng giấy, rồi tôi đọc báo tôi thấy còn có cái iPhone nữa chứ, iPhone bằng giấy, rồi video, rồi camera, rồi xe hơi, rồi có người mẫu, có ca sĩ bằng giấy để đốt rồi. Các vị thử tưởng tượng của mình vô minh đến cho nên phải nhớ chỗ đó. Cho nên tôi nói tôi không có tin này, tôi không tin chuyện của ai hồi siêu, đúng tin. Rồi còn cái Phật lực là làm sao? Ngay cả Đức Phật còn bị nạn thì nói chi là chúng ta. Cho nên tôi không tin gì quan hồi xưa đó, là mà nói rằng niệm Phật để mà được thoát nạn tôi cũng không không tin lắm. Tôi chỉ tin một trường hợp 1/1.000.000 thôi, có nghĩa là khi mình nghĩ đến Ngài đó thì mình nhờ cái phước báo của Ngài đó, cái tùy hỷ, mặc dù Ngài đã tịnh rồi nhưng mà mình nghĩ đến cái phước báo của Ngài mình tùy hỷ đó, thì nhờ cái tùy hỷ đó mình có được thêm công đức. Nhưng mà có trường hợp đó là nói gượng thôi, chứ cái điều quan trọng nhất là cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn, mà là để mình bình tĩnh rồi tìm cách thoát nạn. Ai viết nhanh làm ơn viết giùm câu này. Cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn, mà là để mình có được sự bình tĩnh và từ đó tự mình tìm ra con đường thoát nạn. Phải nhớ cái này. Ở đây cũng vậy, khi mình ngồi máy bay mà thấy nó chao một cái đó, nó bị turbulence, nó bị echo đó, mà nó bị sập xuống một cái đó, thì mình rung. Cái lúc tốt nhất họ có bị hỏi tôi chứ bản thân có rung không, tôi nói rung chứ, nhưng mà nếu như tôi phải khác người người mọi người bình thường ở điểm là lúc đó, trước khi lên tôi đã nghĩ rồi, tôi nghĩ là mình chỉ là một hạt bụi thôi, nếu trong chuyến bay này mình có chuyện gì thì hạt bụi nó trở về với gió, trở về với đất, phải nghĩ như vậy. Và cái thứ hai đó là mình chỉ là một chiếc lá trong cái biển đại bi của chư Phật. Tức là nếu chư Phật bây giờ, nếu Đức Phật bây giờ còn thì mình chỉ là một chiếc lá trong cái lòng đại bi của Ngài. Thì các vị nói rồi tôi tưởng tượng cũng được mà tùy, tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ tôi chỉ là một chiếc lá me rất là nhỏ
tôi bồng bềnh trên cái biển biển cái biển đại đại bi của Đức Phật, bởi vì không có ai ngày không thương, không ai ngày không thương, dù ngài đã tịch rồi. Bây giờ ngài bị nhắc, tôi nhắc nhấn bằng nhấn mạnh là ngài không còn nữa nha, không còn nữa, ngài không còn nữa để mà theo dõi cái tai nạn của mình đâu nha. Nhưng mà nếu mà ngài còn ấy, thì mình chỉ là một chiếc lá trong cái biển đại bi của ngài thôi. Tôi cứ nghĩ như vậy, tôi nhớ cái điều đó, nhờ ngài nghĩ như vậy. Và cái quan trọng nhất là mình nhớ là mọi thứ nó như là một cái làn chót, mà tại vì mình không thấy không tin, mà mình cứ tưởng mình là cái gì đó quan trọng, mình nghĩ là mình là cái một khối một hòn một cục một đống, thì thật ra chỉ mình chỉ là từng cái sự ghép nối, từng sự ghép nối chớp nhoáng của danh và sắc. Thì nếu có chuyện gì xảy ra thì thật ra mình đã chết rất là nhiều lần trong đời sống này, chứ không đợi lúc đó mới chết nha. Thì mà mấy cái này phải tập luyện thường xuyên, chứ còn mà không thể nào mà đợi tới lúc đó rồi. Bình thường thì không có tập, mà tới lúc đó tập đó thì muộn rồi nha. Bởi vì cái có vị nhớ giùm tôi hai câu này: cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Đó là câu số 1. Câu số 2: không có gì đáng sợ cho bằng lòng sợ hãi. Đây là hai câu quý vị phải nhớ. Thứ nhất, cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Và câu thứ hai là không có sự đáng sợ nào mà nó không có gì đáng sợ bằng chính cái lòng sợ hãi. Đây là những cái mà quý vị phải nhớ. Và câu thứ ba là tôi tặng nghe. Hai câu vừa rồi đó là của người ta, còn câu thứ ba là câu của tôi nha. Và tôi biết quý vị có coi tôi như con ruồi cũng được, nhưng mà cái câu này quý vị cũng phải nhớ, đó là nên chết trong cái, nên chết bằng cái sự nhàm chán hơn là chết trong sự sợ hãi tiếc nuối. Cái câu thứ ba là câu của Trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng không ai mà đi giới thiệu của mình hay, nhưng mà trong chỗ này tôi nghĩ rằng quý vị nên thuộc lòng câu này. Để câu này tuy nói của tôi, nhưng mà tôi dựa trên kinh điển nha, dựa trên kinh điển. Có nghĩa là nên, nếu mà có phải chết thì tuổi già đó, gọi là chết bằng cái bệnh đó, thì nên chết bằng cái sự nhàm chán hơn là để mình chết trong cái sự sợ hãi tiếc nuối. Mà muốn chết trong sự nhàm chán là sao? Chỉ có một cách thôi: Phật pháp. Chỉ có Phật pháp nó cho mình chết trong sự nhàm chán thôi. Có nghĩa là bây giờ mình bỏ nó là phải rồi, bây giờ nó dơ rồi, nó già rồi, nó xấu rồi, nó ốm, nó xương sẩu không, mình phải hướng được cái gì khác tốt hơn nha. Tôi không số các vị nghĩ đến luân hồi, nhưng mà ít ra đó, các vị cũng biết là mình có khả năng đắc chứng hay không. Mình không phải là thánh, nhưng mình cũng mơ hồ chứ. Mình thấy nếu mà không xong thì để mình đi qua cái cõi khác tốt hơn. Cho nên chết bằng sự nhàm chán thì nó tốt hơn là chết bằng sự sợ hãi tiếng nói. Mà muốn chết trong sự nhàm chán thì chỉ có tứ niệm xứ thôi nha, chỉ có tứ niệm xứ. Và làm ơn nhớ giùm, không có gì bậy bạ cho bằng đợi đến một cái tuổi nào đó mới tu tứ niệm xứ. Mà cái người nào mà nghĩ rằng đến một tuổi nào đó tôi sẽ tu tứ niệm xứ thì người đó có ba cái bậy. Cái bậy thứ nhất là người đó là mình không biết mình sẽ chết lúc nào, làm sao mình hẹn hả, làm sao mình hẹn được, nhớ nha. Mình cái bậy thứ nhất là mình không có biết mình sẽ chết lúc nào, làm sao mình hẹn, lỡ chiều nay lăn lộn đó mình chết làm sao. Nên cái bậy thứ nhất là mình tin rằng mình sống được tới già. Cái bậy thứ hai là mình hoàn toàn không hiểu tứ niệm xứ là cái gì. Chính vì mình không hiểu tứ niệm xứ là cái gì cho nên mình mới nói để mai mốt mình tu nha. Chứ đúng là tứ niệm xứ nó không phải là cái pháp môn mà bắt quý vị phải bỏ chồng bỏ vợ bỏ con bỏ cái bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ cửa bỏ công ăn việc làm, không hề. Là tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ có nghĩa là anh sống tỉnh thức. Ở đó thì anh cười mà anh không biết anh cười, anh giận mà anh không biết anh giận, anh ăn uống đi đứng mà anh không biết, bây giờ anh làm những gì đó mà anh biết, chỉ vậy thôi. Chứ bây giờ các vị tưởng tượng tứ niệm xứ là cái gì hả? Các vị tưởng tượng tứ niệm xứ là cái gì, là cái gì mà lại hẹn hẹn tới mai mốt là sao? Có chuyện này tôi cho phép tôi giấu giấu tên người nha, tức là tôi biết được trong đời tôi ít nhất là ba bốn trường hợp, ba bốn trường hợp có những vị tăng ni tu hành đi tu lúc lớn tuổi,
rồi mới nói với sư phụ của mình thế này: con lớn tuổi rồi, con không có học hành gì được hết, thôi cho con xin phép con tu thiền thôi, cho con xin phép con tu thiền. Cái câu này mới nghe thì nó hay lắm. À, con lớn tuổi rồi, con không học hành, con không nhớ gì hết, thôi sư phụ cho con được tu thiền. Nhưng mà nếu mà mình còn nghĩ sâu nghĩ xa là cái câu này nó bậy tứ bề hết. Cái bậy thứ nhất là vị này xem cái chuyện tu thiền nó là cái lựa chọn thứ hai. Không có gì bậy bằng, không có gì bậy bằng cái câu đó. Câu cái chuyện tu thiền á nó là cái lựa chọn thứ hai. À, cái là dành cho cái người mà không có làm được cái gì hết, làm cái chung vô cái tu thiền. À, đó là cái bậy thứ nhất, là coi rẻ pháp hành thiền. Cái thứ bậy thứ hai đó là không hiểu pháp thiền là cái gì. Bây giờ nếu anh không hiểu gì hết thì sao anh tu? Hả? Nếu anh không biết pháp thiền là cái gì sao? Cái thiền mình bắt tông tôi không có bàn nghe, tôi chỉ nói các bạn thiền minh nguyên thủy, thiền năm tông. Anh phải biết anh là cái gì chứ? Dốt thì dốt, già thì già, ít ra anh cũng phải biết một cái đại khái là danh mặt mũi nó làm sao, sắc này mày đại này, mặt mũi nó làm sao, cái tâm bất thiện là tâm tham là làm sao, tâm sân làm sao, tâm si là làm sao, kiêu mạn là làm sao, mà tài kiến là làm sao, hợp trí là làm sao, từ tâm là làm sao, tàm là sao, quý là sao. Anh phải biết mặt mũi của danh của sắc, rồi đất nước lửa gió, cứng mềm nóng lạnh, anh phải biết sơ sơ. Dốt gì thì dốt cũng phải là có cái căn bản. Cái anh nói rằng bây giờ con già này con không nhớ gì hết, thôi giờ cho con tu thiền. Vì vậy thứ nhất là anh coi rẻ pháp thiền, anh đẩy pháp thiền xuống hàng thứ hai. Cái bậy thứ nhất, cái bậy thứ hai là anh không biết pháp thiền là cái gì nhé. Ừ. Cho nên cái bậy thứ nhất đó là khi mà mình hẹn mà mốt mình già mới tu thiền thì cái bậy thứ nhất là mình không biết mình sẽ chết lúc nào, và cái thứ hai là mình hoàn toàn không biết tứ niệm xứ là cái gì. Tứ niệm xứ nó không phải là một cái pháp môn, nó không phải là một cái pháp môn mà nó không phải là một cái pháp môn mà phải đòi hỏi mà phải vô trong thiền viện, rồi phải có những cái bộ đồng phục, rồi phải có những cái dụng cụ, những cái món pháp khí rồi là đặc dị, không không cần cái đó, không cần cái đó. Mà nó là một cái đời sống rất là bình thường, mà nó chỉ là một sự tỉnh thức thôi. À, nó chỉ là một sự tỉnh thức thôi. À, tiếng Mỹ thì kêu là be mindful, chỉ vậy thôi. Cứ là mình cứ viết cái câu này ở trong nhà mình, chứ không gọi là be mindful. Mất tiêu thì khổ gì đâu. Vậy đó. Tức là mình ghi câu mình, tức là hãy luôn luôn sống trong cái sự tỉnh táo, tỉnh thức. Be mindful. Nãy lâu tôi đi kiếm cái dấu chấm than, kiếm của em ra. Đấy. Chỉ vậy thôi. Tôi nhắc lại, tôi không có đòi các vị làm cái gì hết. Các vị sinh hoạt như thế nào tôi đề nghị giữ nguyên như vậy. Nếu mà bớt được thì tốt nha. Bớt, dĩ nhiên bớt được thì tốt rồi. À, thì mình cứ theo nguyên tắc là tu hành là bỏ điều có hại nha. Để cái bước hai là bỏ cái điều không lợi ích. À, rồi cái bước ba là thực hiện điều lợi ích. Yeah. Nói gọn lại, tu tập là bỏ đi cái thừa. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. À, tu hành á, bước đầu á là bỏ đi cái điều có hại, nghĩa là sát sanh, trộm cắp, nói dối, rồi tâm thọc, rồi sân hận, rồi ghen tức, vân vân. Thì bữa đầu là bỏ đi cái hại, biết cái nào có hại là bỏ liền, bỏ bằng cách nào. Có người hỏi tôi chứ sư, nghe 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 đơn giản mà bỏ cách nào sư? Tôi nói biết nó là nó là bỏ nha, chứ đừng có ngồi mà tôi không biết có bị theo sư phụ nào. Tôi nhắc lại, tôi không biết quý vị theo sư phụ nào dạy cái gì, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết theo A Di Đà. Các vị hỏi tôi bỏ cách nào sư, tôi nói thì dở mặt nó, nhìn thẳng vô mặt của nó, nó gọi là bỏ. Thí dụ như bây giờ các vị vốn có một cái chuyện xích mích gì với thằng Tèo, thằng Tí đó, đi đường hoặc là ban đêm đi đường gặp mặt nó, hoặc là đi đêm đại ban đêm nằm ở nhà tự nhiên chợt nghĩ tới nó, mình bực, mình biết cái này không nên nha, chỉ vậy thôi. Chứ tôi hoàn toàn không có bắt quý vị phải làm cái động tác gì đặc biệt hết, không bao giờ. Cứ nhận diện nó, nhìn cái mặt của nó thôi, nhìn cái mặt nó chỉ vậy thôi. Đừng, tôi còn tôi nhắc lại, tôi không biết quý vị đi theo sư phụ nào
rồi dạy cái pháp môn gì. Tôi nói là tôi không bận tâm tới cái đó, tôi chỉ đang nói trong trường hợp này của tôi nha. Vì hỏi sư, mình sư nói nghe dễ quá, nhưng mà mình bỏ cách nào thì tôi nói nhìn mặt đó thôi, biết đó là nó là tự nhiên nó biết mất. Tôi nói rõ nha, buổi đầu biết nó là nó không có mất đâu, biết mình đang bực mình vẫn tiếp tục bực buổi đầu đó. Nhưng mà lâu ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, một năm hai năm, tôi bảo đảm 1000%, 1000% nha. Lâu ngày cứ tập thường xuyên cái nhìn mặt nó, mà mình phải có cái gan, phải có cái gan mới được. Cái gan nó có nghĩa là phải nhìn thẳng, biết nó là nó, chứ đừng có mà nhột, đừng có mắc cỡ với chính mình. Mà ví dụ như là mình ngại đó, ví dụ như mình không có tin, mình không dám nghĩ đó là cái điều bất thiện. Tôi biết có nhiều người họ sợ cái đó, làm bậy thì không có tàm quý, mà khi tu thiền thì lại có tàm quý với cái tu thiền của mình, nó mới là tào lao đó. Nha, tàm quý là sao? Có nghĩa là mình thấy cái gì xấu, cái gì quấy, mình không mình phải biết thẹn, mình phải biết sợ, thì cái đó là tàm quý. Nhưng mà khi mình nhìn vào cái xấu của mình phải có cái gan chứ. Ví dụ như bây giờ mình trời ơi, nó ngàn bữa hổm nó chửi tôi, bây giờ tôi nhìn nó làm sao mà tôi thương nó được? Cái chuyện tự nhiên à, nó chửi tôi bây giờ tôi giận nó, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà đối với một hành giả không có cái gì mà tự nhiên hết. Cái chuyện mà họ chửi mình á là chuyện của họ, còn cái chuyện mà hôm nay mà mình nhìn họ mà mình bực á, mình ghét á, mình nổi nóng lên á, thì mình phải nhìn nhà mình, phải có cái gan nhìn đây là bất thiện. Cái chuyện nãy tôi nói gan là gan vậy đó. Chứ còn nói kiểu ngoài đời thì nó chửi tôi nhìn nó tôi giận là đúng rồi, nhưng mà đó, tôi nhắc lại đó là ngoài đời nha. Chứ trong đạo không có như vậy, trong đạo không có cái vụ mà học trong đạo không có cái luật nào kỳ cục vậy đó. Người ta chửi mình là chuyện của người ta, còn cái chuyện mà mình giận người ta đó là chuyện bậy của mình nha. Một vị đại sư người Tây Tạng nói một câu rất là hay, khi người ta chửi mình đó là việc xấu của người ta, nhưng mà khi mình nổi giận với người ta đó là lúc đó là bây giờ đó là cái việc xấu của mình. Là bạn nhớ dùm cái đó, chứ mình đừng có kể thành một, mình kiểu thì hiểu thì kiểu ngoài đời đó, tức là nó chửi cha tôi thì bây giờ tôi chửi cha nó thì cái đó là sai, đó là kiểu ngoài đời. Trong đạo mình không, nó chửi mình là chuyện của nó, nhưng mình đừng biến cái nghiệp xấu của nó trở thành cái nghiệp xấu của mình, có nghĩa là mình lại nổi sùng với nó lần nữa. Cho nên cái chuyện thứ nhất là tứ niệm xứ đó, mình không thể hẹn ngày 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 ngày, ngày nào đó được, để mình biết mình chết lúc nào. Cái thứ hai là cái bẫy thứ hai là mình không biết được cái tứ niệm xứ nó chỉ là cái sự tỉnh thức thôi. Mình tưởng tới một cái gì đó ghê gớm nhưng mình mới hẹn, chứ nếu mình biết rằng nó là cái chuyện có thể thực hiện ngay bây giờ mắc thì mới hẹn. Và cái bẫy thứ ba là gì? Cái bẫy thứ ba là mình hoàn toàn không hề ngờ rằng tu niệm xứ được một ngày thì an lạc một ngày. Mình xin lỗi nha, mình ngu gì mà mình từ chối cái ngày an lạc đó hả? Mình ngu gì mà mình từ chối nên ba cái phương mình làm ơn ghi giùm ba cái đó. Ba sai lầm hả? Khi hẹn ngày tu niệm xứ, ba cái sai lầm. Một á là mình có thể chết sớm. Thứ hai là pháp môn này có thể tu tập ngay bây giờ và không đòi hỏi điều kiện gì hết. Và cái thứ ba là tu phúc nào á thì an lành phúc đó hả? Sao lại hẹn? Đây là ba cái bẫy nha. Cái bẫy thứ nhất là mình hẹn nó để mai mốt con nó vô đại học, gọi là con tôi nó lấy vợ lấy chồng tôi. Nhưng mà thật ra thứ nhất mình có biết mình sống được bao lâu. Cái bẫy thứ hai đó là cái pháp môn tứ niệm xứ nó đâu có phải là đặc biệt gì đến mức mà phải hẹn. Thí dụ như bây giờ mình muốn sửa là cái nóc nhà, mình muốn sửa là cái sân, thì mình phải hẹn là tại vì bữa nay phải đến mưa. Đúng, bữa nay mưa quá, bữa nay tứ niệm xứ nó đâu có đòi hỏi mưa nắng đêm ngày đâu mà gọi là hẹn. Và cái thứ ba là mình tu phúc nào thì an lạc phúc đó, tại sao mình phải hẹn? Tự nhiên mình phải đi từ chối cái sự an lạc của mình làm sao?
Cái đời này không có ai mà có đầu óc bình thường mà đi làm cái chuyện kỳ cục như vậy, tức là từ chối cái sự an lạc của mình là sao? Không ai làm cái chuyện đó, trừ ra cái người đó là cái người không biết gì hết nha. Ok, nãy giờ tôi biết nhiều người khó chịu lắm, tôi nghĩ tôi đi lạc đề đó, nhưng mà nó khổ chỗ là mấy cái này là mấy cái phần minh giải cho cái bài kinh. Phần minh giải cái bài kinh, cái phần giải thích thêm cho bài kinh. Như vậy thì bài kinh của Kali Cá là gì đó, tức là tôi đi rất là xa ha, tức là ông này Bà Đạt Đa đó, ông vì quan trái với ngài cho nên khi mà ông thành Phật rồi, ở khi mà ngài thành Phật rồi đó, thì ông đi theo ông phái ngài, và có một người ủng hộ ông, đó chính là ông Cô Kali Cá. Ok, chắc các vị cho tôi xin đúng 3 phút thôi, tại vì tôi có cái việc chút xíu mà tôi hứa tôi sẽ trả lại ngay tức thì, cứ 3 phút thôi nha. 3 phút. Dạ, tôi sẽ trả lại lại ngay. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông chống Đức Thế Tôn, và Cô Kali Cá là một người đệ tử lớn của Đề Bà Đạt Đa, luôn luôn ủng hộ sư phụ của mình nha, luôn luôn ủng hộ sư phụ của mình. Thì từ đó nó mới xảy ra cái chuyện là một ngày kia, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đi đến cái chỗ trong kinh chỉ nói là một nơi thôi, trong kinh chỉ nói là một nơi thôi, một cái chánh áp và đắc, một nơi, một cái quốc độ, một cái xứ đại sở đó. Nhưng mà thôi mình hiểu là một nơi nào đó nhập hà, mà cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà Cô Kali Cá, tỳ kheo của Cô Kali Cá cũng đang trú ngụ ở đó. Thì cái lần đó ngài Xá Lợi Phất cũng ghi liên, ngài mới đến, ngài ghé ngang cùng với 500 vị đệ tử, hai vị mà đi chung với 500 tỳ kheo. Thì hai vị ngài Xá Lợi Phất á, trong kinh chỗ này thì xài số nhiều, có nghĩa là hai vị, nếu mà nói theo văn phạm là hai vị nói, nhưng mà tôi nghĩ là chắc có một trong hai vị thôi, bởi vì hai vị là một mà, giống như trang này. Thì hai vị mới dặn ngài Cô Kali Cá là mùa an cư này chúng tôi sẽ ở lại đây, nhưng hiền giả đừng cho ai biết, bởi vì chúng tôi không muốn có bất cứ một cái sự lui tới nào của thiên hạ hết. Thì ngài dặn như vậy, và ngài Cô Kali Cá đã đồng ý là không nói ai biết hết. Thì đến cái sau, tức là mấy vị ở đó, mấy cái vị đi khất thực ở chỗ nào đó mình không có biết, tức là chỉ mượn như chỗ đó để mà ở thôi, còn đi khất thực thì không có đi trong cái khu vực đó, cho nên người ta không có biết. Thì có thể mình hiểu nhầm là ở quận 10 mà đi bác bên quận 1 vậy đó, chứ còn không mắc mớ gì cái đám Phật tử quận 10, ví dụ như vậy. Thì đến cái ngày cuối cùng mà sắp thì các vị sẽ ngạc nhiên tại sao mà các vị thấy sao phần chú giải nó ngắn, tại sao tôi nói gì nhiều phải không? Là tại vì tôi đem mấy cái bài kinh mà liên hệ tới Cô Kali Cá tôi gom chung thành một nha, đừng có ngạc nhiên hết, tôi gom chung thành một. Có nghĩa là bây giờ tôi nói nhanh, đặng lát đó tôi dẹp luôn, tôi phần sau tôi không có giảng nữa. Thì đến cái ngày mà ngày ra hạ đó, sau 3 tháng an cư đó, thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới nói với Cô Kali Cá, ngày đó là ngày mai này chúng tôi sẽ đi rồi. Thì ngày Cô Kali Cá ngày mới suy nghĩ, ngày nghĩ bên bữa nay mình đi báo cho người ta biết được, ngày dặn mình là trong mùa an cư đừng có nói, nhưng bữa nay đi báo được. Thì ngày mới đi ra ngoài phố, ngày ra làng một tử, ngày báo, ngày nói ngày ở đây rồi, năm nay chúng ta có phước dữ lắm, là có hai vị đại vị chí thượng tinh văn về nhập hạ. Thì Phật tử không nói hỏi gì, chứ tại sao ngài không có cho tôi biết, là ngài không cho chúng tôi biết là có hai vị đó về, bởi vì chúng tôi không có biết mặt, nhớ nha, chúng tôi không có hề biết mặt, chúng tôi chỉ nghe đồn thôi. Thì cái ngày tỳ kheo Cô Kali Cá mới trả lời đó, các vị đi vào trong chùa đó, các bộ các vị không có thấy hai cái vị mà
mặt mày sáng trưng mà ngồi ở cái vị trí mà cao nhất đó hay sao, thì chính là hai vị đó đó. Họ nghe như vậy họ mới kéo kêu. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên mới suy nghĩ, ngài mới suy nghĩ, ngài mới suy nghĩ, ngài mới suy nghĩ, ngài thấy rằng là do cái lời kêu gọi của một vị tỳ kheo, mình là những tỳ kheo mà những cái đồ mà nó phát sinh cho mình á, nó có được với mình á, nó có được cho mình nó lại từ cái lời kêu gọi của một tỳ kheo khác. Như vậy thì cái này nó không có hợp luật, không có hợp luật. Ngài nghĩ ngài hai vị nói với nhau như vậy rồi, hai vị nó quyết định là không có nhận cái sự cúng dường đó, cái việc từ chối. Thì tỳ kheo cô Kali Ca rất là khó chịu ở chỗ là nếu các vị không nhận thì các vị cho lại tôi, tại sao các vị không nhận mà các vị lại đi từ chối làm sao? Đó là một chuyện ông bực chỗ đó. Cái chuyện thứ hai nữa đó là vài tháng sau thì hai vị này có dịp trở lại cái nơi chốn này, và lần này thì Phật tử họ biết cho nên họ kéo nhau đến họ cúng dường rất là nhiều, và lần này đó thì các vị lại nhận. Ý da, kỳ trước thì người ta cúng là không nhận, nhưng mà kỳ này đó thì ngẫu nhiên mà người ta biết được thì cúng dường là các ngài lại nhận. Và nó khổ một chỗ nữa là lần này thì do hơi bất tiện về cái trú xứ cho nên là hai vị này sau khi nhận thì nhận xong rồi các vị không có giữ mà các vị đem cho những cái vị khác, nhưng mà lại trong số đó không có tỳ kheo cô Kalika. Đó là hai chuyện làm cho ông bất mãn. Và chuyện thứ ba mà ông giận nhất đó chính là chính hai vị này đã đến cái chỗ của ông Đề Bà Đạt Đa đó thuyết pháp. Để mình đề ra ông cũng thấy hai vị đến ông mời hai vị thuyết pháp, mời hai vị thuyết pháp. Thì vị thuyết pháp xong thì 500 vị tỳ kheo mà ở trong cái hội chúng thì đều đặt tu đầu quần hết, đều đặt đầu quần hết và bỏ đi về với Đức Phật, không ở với Đề Bà Đạt Đa nữa. Và lúc bây giờ cái hội chúng của Đề Bà Đạt Đa từ con số mấy trăm vị bây giờ giảm xuống còn có le que mười mấy vị thôi, trong đó có cô Kali Ca. Thì hồi nãy giờ tôi kể một loạt những cái chuyện mà gọi là duyên sự cho một loạt cái bài kinh tiếp theo đó, tôi gom chung lại tôi kể thành một một. Thì ba cái này cộng lại làm cho ông này ông ghét cay ghét đắng này sao lại phát ngày một kiện liền đó. Bây giờ các vị thấy chưa, các vị thấy chưa, ông ghét cay ghét đắng. Mà từ ông ghét cay ghét đắng ông mới là đi tuyên truyền, ông nói là ham đó mà tu hành cái gì. Ham đó là ác dục, tức là mà vờ vĩnh vậy thôi chứ không phải là thiểu dục tri túc gì đâu. Lúc lúc mình tưởng ổng tu hành thanh đạm, không có nhận lãnh những cái cúng dường của cư sĩ, mà thật ra ổng lựa lúc nào nhiều lúc nào tốt thì ổng lấy, còn lúc nào ít quá hoặc là đồ không có vừa ý thì ổng không nhận. Mấy ông này dục, mấy ông là những người nặng về tham dục, nặng về hưởng thụ chứ mà không phải là tu hành trong sạch như mọi người nghĩ đâu. Ở đây có một chuyện nó hơi tâm linh một chút thì bà con không tin, nhưng mà tôi cũng cầu may là có người tin được thì tốt, không tin được thì thôi coi như là gió thổi qua tai nha. Đó là ở trong chú giải Pháp Cú nói rằng mình niệm Phật được vô lượng công đức là bởi vì niệm Phật nói riêng mà niệm Tam Bảo nói chung là mình tưởng đến những cái đức lành của hiền thánh ba đời. Khi mình niệm Phật đó, không phải niệm theo kiểu là Nam Mô Nam Mô Nam Mô, không phải, mà mình phải niệm Thế Tôn có nghĩa là gì, mình suy xét Thế Tôn nghĩa là gì. Cái này coi trong Thanh Tịnh Đạo biết thêm nha. Và cái người mà họ giỏi Phật pháp đó, thì họ có nhiều cách để họ suy tưởng về Đức Phật lắm nha. Rồi, Thế Tôn là gì, chánh đẳng giác là gì, rồi thiện thệ thế gian giải, minh hạnh túc là cái gì ha. Phải niệm Phật như vậy. Thì tôi nói rồi, đừng niệm Phật với ý để cầu thoát nạn, nhưng mà niệm Phật để mà quán xét cái ý nghĩa đó thì rất nên, rất là nên. Và hãy nếu mà nói rằng niệm Phật đem lại công đức lớn thì có cái lòng bất mãn với hiền thánh ấy, thì cái nghiệp bất thiện nó cũng rất là nặng. Làm ơn nhớ về một chuyện đó, cũng giống như khi mà mình thấy người ta làm phước mà mình tùy hỷ đó, thì công đức rất là lớn. Và bù lại khi mình thấy người ta làm phước mà lòng mình bực bội khó chịu thì cái quả nó cũng rất là nặng, nặng lắm.
Bởi vì mà mình tin cái này mình phải tin cái kia chứ, là sao mà mình chỉ tin cái còn cái không tin là sao? Các vị nghe nghe tôi nói kịp không? Ha. Cho nên khi mà mình thấy người ta làm phước mà mình có lòng tùy hỷ đó, thì cái công đức rất là lớn, rất là lớn. Bà con phải tin chuyện đó thôi. Bà con đi nghe pháp đã nghe quý sư nói nhiều về chuyện tùy hỷ rồi, thấy người ta làm phước mà mình không làm được nhưng mình có lòng vui theo, nó công đức rất là lớn. Nhưng mà đối ngược lại mình thấy người ta làm phước mà mình khó chịu thì cái tội nó cũng rất là nặng nhé. Cho nên ông cô Kali Cá này khi mà ông nghĩ về hai vị Sa-la-phất Liên Liên, mà ông nghĩ bằng cái tâm tâm nó bất thiện ấy, cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà trong kinh nói là do cái trong này có nói rõ là do cái Buddha Đạo Pha Vê, tức là do cái Phật lực. Thì Đức Phật có chư Phật có một điểm rất là đặc biệt, đó là trong cái tầm nhìn của ngài không có cái gì có thể xảy ra bất thiện, những cái điều mà tai nạn nó không thể xảy ra trong cái ánh mắt của ngài. Hãy nhớ cái điều đó. Cho nên ngay khi mà ông và ông thưa Đức Phật bực quá mà ông vô bực nói Đức Phật nó phải tiếp thu, người ta nói hai vị đó là tu hành là tốt, chỉ con không có tin, hai vị đó là vị thích hưởng thụ, hai vị đó là vị ác dục, thì Đức Phật nó không có nên như vậy, hai vị đó không có phải như người nghĩ đâu nha. Thì ông được nhắc ba lần mà ông vẫn không từ bỏ cái ác cảm này đối với hai vị thượng thủ nha. Rồi khi mà ông đi khỏi ông khuất mắt ngày rồi đó, thì bắt đầu chúng ta thấy đó, ông bắt đầu ông bị nổi ra một cái chứng bệnh rất là lạ, mà người Việt Nam nông thôn mà tôi gọi là bệnh căn ấy, bệnh căn bệnh nghiệp ấy, là như vậy đó. Tức là có những cái nghiệp, có những cái bệnh mà coi như mình không thể chạy chữa bằng thuốc bằng thầy thông thường được. Mà lúc đó là tôi nhớ bên đông y ấy, tôi nhớ đông y ngày xưa ông ngoại còn sống, ông ngoại tôi có dạy cái đó, ông ngoại tôi có dạy rằng là có những cái trường hợp mà có những cái ngày mà ngày 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 kỵ ấy, gọi là ngày nhâm thần ấy, mình không có chăm cứu được thì mình phải tính ngày, mình tính ngày mình tính tuổi của người bệnh thế, mình tính tuổi. Đây đây là tôi nói theo tạo thôi nhưng mà nó cũng bổ sung những cái điều tôi đang nói. Mình phải tính theo ngày, cái ngày người bệnh, cái người tuổi người bệnh và cái ngày mà mình chăm cứu mình tính. Tôi không nói nó nhầm cái gì, thí dụ như là tôi còn nhớ cái bài là nhất sám hối bổn thân, tức là có những cái ngày đó mà mình muốn chăm cứu được là mình bắt người nó phải là biết thắp nhang, biết cúng mình mong cho người khuất mày khuất mặt, xong rồi mình mới chăm cứu họ được. Rồi nhì tà thần ly giác, tức là mình là theo trong trong đông y là cái ngày đó là cái ngày là cái có một cái vị nào đó, một người khuất khuất mày khuất mặt họ phá cái người bệnh đó. Thì đó là bên đông y, nó mắc mới là Phật giáo lắm. Nhưng mà tôi muốn nói rằng có những trường hợp mà có những cái bệnh ấy, có những cái bệnh ấy, nó do mình sinh hoạt không hợp lý, ví dụ như mà trời nắng trời mưa trời sương một cái chung đầu ra là bị bệnh. Rồi có những cái trường hợp là do mình gọi là sinh hoạt thất điều, có nghĩa là mình làm cái việc gì nó quá nặng, hoặc là mình ăn là mình cứ nằm hoài bụng nó to, ví dụ như vậy, đó là sinh hoạt thất điều, hoặc là sinh hoạt phi thời, hoặc có nhiều khi do mình ăn uống nó không có được chừng mực, ăn quá nhiều một cái thứ một cái món đồ cũ chẳng hạn. Thì bệnh hoạn nó có nhiều trường hợp, nhưng cũng có trường hợp bệnh nó do cái nghiệp cũ nghiệp xưa, gọi là bệnh căn ấy. Nó có nhiều trường hợp chứ không phải trường hợp nào mình cũng đẻ ra mình cúng bái thì không phải, cái đó nó không có khoa học. Thì trường hợp ông của Kali Cá này do ông mang cái tâm mà thù hận đối với hai vị trưởng lão, cho nên ông bị cái nghiệp bị cái đó. Thì chúng ta thấy rằng thì là ông cũng có một cái phước đặc biệt là khi mà ông bị như vậy đó, thì cũng có những cái vị phạm thiên xuống nhắc nhở ông. Là vì sao? Là vì trong kinh nói rằng ông cô Kali Cá này thực ra này ông đi theo ông và đẹp đẹp Bạt Đà, đi theo nghe, đi theo nhưng lại là đệ tử thọ giới của trưởng lão Tu Đu đó. Chúng ta phải nhớ cái đó, trưởng lão Tu Đu, Tu Đu có chỗ kêu là Tu Ru, có nơi ghi là Turu, một vị trưởng lão. Vị này chứng tam quả đó, thì chứng tam quả sau đó từ trần sanh về phạm cung. Phạm cung tức là có phạm thiên á. Và chính vì cái tình thầy trò
Cho nên quý vị này mới xuất hiện để mà nhắc nhở. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, lúc đó Đức Phật còn tại thế, cho nên cái chuyện mà các cái vị phạm thiên chư thiên mà lên lên xuống xuống đó là chuyện rất là bình thường nha. Và cái chuyện thứ ba, cái chuyện này mà chuyện thứ ba là chuyện này mới là cái mình phải lưu ý nè. Ở trong chú giải ghi rõ là khi mà ông Kukalika mà ông đi vào ông hầu Phật rồi, ông mới đem ông trình ông thưa với ngài cái điều bất mãn của ông đối với hai vị tôn túc xong rồi hết. Phật khuyên ông nên bỏ cái suy nghĩ ác cảm đó đi, bởi vì đối với những bậc hiền thánh đó, mình niệm tưởng đến họ bằng cái tính tâm đó, thì công đức vô lượng, nhưng mà mình nghĩ nhớ tới họ mà bằng cái lòng bất mãn thì cái tội khổ cũng vô lượng. Mà nhắc ba lần cũng không nghe thì sao? Thì lúc bắt đầu trên người nó mới nảy ra những cái mục mà các vị thấy rồi nghe đó. Thì lúc đó đó cái chuyện này chỉ mới quan trọng là có những vị mà coi như là thiện thần hộ pháp á, người ta nghe được cái đó, người ta nghe được cái đó, người ta nhìn thấy được cái, người ta thấy được cái chuyện đó, người ta mới truyền niệm nhau, người ta nói rằng cô Kalika đang bị bệnh như vậy là do cái nghiệp xấu. Thì những cái vị mà địa cư thiên ở gần họ thấy được cái đó, họ mới truyền niệm nhau. Và cái tiếng đồn này nó lên đến cõi tứ thiên vương Đao Lợi, và cuối cùng nó lên đến các cõi phạm thiên rất là cao và rất là xa. Tại sao nãy bây giờ tôi nói cái chuyện này quan trọng là bởi vì chúng ta biết rằng trong kinh cho mình biết có rất nhiều trường hợp những sự kiện xảy ra ở cái địa cầu này và được chư thiên họ truyền miệng nhau. Có một điều là chúng ta không có thi nhĩ thông, tức là không có cái khả năng mà nghe được âm thanh của chư thiên, cho nên chúng ta không có bao giờ ngờ được rằng họ rất là để ý đến cái sinh hoạt của loài người mình. Họ rất là thường suy nghĩ, và họ có những cái trao đổi, họ có những cái dư luận, họ có những cái phê phán, họ có những cái bình phẩm, họ có những cái thị phi về cái đời sống của mình ở đây, mà bởi mình không có nghe, mà mình là thuộc về điếc không sợ súng, bỏ coi không có sợ cọp, cho nên mình tỉnh bơ. Nhưng mà thời Đức Thế Tôn mình chỉ cái chuyện mà người ta nghe được thì bình thường nha. Chính vì vậy cho nên á, là các vị họ mới xuống, họ xuống họ mới nhắc ổng đừng có tiếp tục có nuôi cái tư tưởng đó. Và chúng ta cũng biết rằng vì lúc đó hai vị tôn túc còn sống, cho nên cái chuyện mà hai vị còn sống nó có tác động đến cái chuyện lui tới các vị phạm thiên. Còn như ngày hôm nay, ví dụ như ai nó có cái ác cảm đối với ngài Xà Lợi Phất thì trở thành cũng thèm xuống làm chi. Thứ nhất là cái phước mình nó yếu quá, thứ hai nữa đó là nếu họ có xuống mình cũng đâu biết. Mình không biết. Chứ các vị biết cái thành công lớn nhất của Bà La Môn giáo là gì? Đó là họ viết cái quyển Duy Ma, kinh Duy Ma Cật. Duy Ma, cái kinh Duy Ma nó là một cái thành công rất là lớn. Vimala Kitti ấy, rất lớn của Bà La Môn giáo. Trong đó họ nguyền rủa, họ chửi ngài Xà Lợi Phất không còn cái gì hết. Đó. Và họ thành công ở chỗ nào? Có nghĩa là làm sao mà cái quyển kinh này nó lọt vô được trong cái Phật giáo và bắt truyền. Và cho đến hôm nay thì coi như tất cả Phật giáo đệ tử bắt truyền từ khắp thế giới, Tàu, Nhật, Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam ăn rồi là cứ chửi ngài Xà Lợi Phất không còn cái manh giáp nào hết. Chữ đây nghĩa là gì? Nghĩa là đánh giá ngài là cái thứ mà độn căn hạ trí tiêu nha bạn chủng mã cô giống tuổi là tiểu thừa tùm lum. Chữ đang nát. Rồi chúng ta biết rằng cái kinh Duy Ma đó là ra đời vào vào cái thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và cái kinh Pháp Hoa nó là ra đời vào thế kỷ thứ bảy sau Tây lịch. Thì theo các nhà viết sử đó, họ gọi cái sự ra đời của kinh Pháp Hoa nó là một sự hòa giải, một sự hòa giải là bởi vì ở trong kinh Duy Ma đó, cái hình tượng ngài Xà Lợi Phất bị tẩy xóa, bị bôi vấy một cách tàn nhẫn phũ phàng, ngu dốt mà trẻ con mà lố bịch mà coi như tầm thường, không có ra cái gì hết, không có ra cái gì hết, không có ra cái gì hết. Nhưng ở trong kinh Pháp Hoa đó 7 thế kỷ sau thì kinh Pháp Hoa mới sửa lại, mới sửa tình hẳn lẽ bây giờ đem đốt đốt kinh Duy Ma sao đốt, thì bây giờ mới viết một cái kinh khác, viết một kinh khác thì trong đó cho phép, trong đó có ghi lại là sau này ngài Xà Lợi Phất cũng được thọ ký thành Phật gì ngài Quyền Liên, rồi ngài Ra Hô La, kể cả ông Đề Bà Đạt Đa sau này cũng thành Phật luôn, thành Phật Chánh Đẳng Giác á.
Bên năm tông nó là độc giác, nhưng bên vẫn là chánh đẳng giác luôn. Rồi thì người ta gọi đó là kinh hòa giải. Và hôm nay nếu mà bà con nghi ngờ tôi, nghĩ rằng tôi có ác cảm với Thượng Giáo Bắc Tông, là tôi nói có vẻ hơi bài xích, thì thôi bây giờ tôi xin giới thiệu các vị một cái địa chỉ. Về địa chỉ này để mà bà con coi hôm nay coi có phải là tôi ác cảm hay không. Đó là cái quyển Sen Nở Trời Phương Ngoại của sư ông Làng Mai. Anh đây không biết ai biết sư ông Làng Mai không ta? Có biết sư ông Làng Mai không? Ok. Đó, cảm ơn cái tìm tôi cái cuốn này. Và tôi còn biết chuyện động trời nữa là trong nước, là cái quyển này không biết có in được hay chưa, nhưng mà tôi có biết chuyện là rất nhiều sách của Hòa Thượng đã được, sách của Hòa Thượng đã được trong nước in lụa, tức là in lậu á, in lụa tức là in lậu á, in lậu không có giấy phép nhiều lắm. Sách của Thích Nhất Hạnh, sách của ông Phạm Công Thiện, và một số sách mà bị xem là phản động, là đi sai đường lối chính sách chủ trương lập trường quan điểm gì đó, là coi như đã được trong nước họ họ in lậu. Thì xem trong đó coi có phải là những điều tôi nói là có được ghi chép, có bài bản hay không. Rồi thì như vậy là chúng ta thấy rằng có một loạt các bài kinh liên tục, tôi gom hết bài kinh tôi giảng chung một bài ha. Thì nguyên một loạt bài kinh nói về ông Kukalika thôi. Chỉ trong đây có một câu rất là quan trọng, đó là mỗi người sinh ra với một cái búa trong miệng, cái lưỡi của mình tức là cái lưỡi búa ha, và chính cái lưỡi búa đó nó có chặt đứt, nó có cắt đứt cái cuộc đời mình hay không, thì do mình sử dụng cái lưỡi búa đó thôi nha. Thì mỗi người sinh ra ở đời này với một cái lưỡi búa trong miệng, có nghĩa là với cái khả năng mà mình phát biểu, nó có những cái mình phát biểu đem lại lợi ích, thì có những cái phát biểu nó chỉ có hại cho mình, với mình cái búa vậy đó. Cái búa mình khéo dùng thì mình làm được rất là nhiều việc, nhưng mà nếu mà mình không khéo dùng thì nó chỉ có hại cho mình thôi. Chỉ có hại cho mình. Giống như mình, trong kinh đó mình dùng cái lưỡi mình để mình nói điều bất thiện, giống như mình lấy búa mình tự mình chặt chân như mình vậy đó. Còn bên Tàu á, người Tàu họ có một câu thế này, là khi họ họ thấy mình làm chuyện gì mà bậy á, họ khuyên họ nói là đừng có tự lấy đá mà đập cái chân của mình, đừng có tự lấy đá đập chân của mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có cái vị Phạm Thiên Tu Đu, tức là thầy cũ của ông Kukalika, sau khi mà ông biết ông này bị bệnh như vậy rồi, bị nảy mấy cái mục như vậy đó, từ nhỏ cho đến lớn mà cuối cùng ông chết, ông sanh xuống làm nữa địa ngục, sanh xuống địa ngục. Và ở đây có một điểm mà chúng tôi cũng phải nói rõ luôn nha, là có một điểm tranh cãi, có một điểm tranh cãi giữa các cái vị viết chú giải. Có vị nói rằng có một cái địa ngục tên là địa ngục Sen Hồng, còn có vị thì nói rằng á là cái chữ Sen Hồng ở đây là tên một con số. Theo các vị này đó, nghĩa là ông Kukalika đó, ông Kukalika vẫn sanh vào A Tỳ, nhưng trong một thời gian dài có cái số năm á được gọi là Sen Hồng. Biết các vị có nghe chạy không? Là cái chữ Patumat trong tiếng Pali nó có hai nghĩa. Một là cái nghĩa là sen hồng, nhưng mà nó cũng có nghĩa thứ hai nữa là tên của một con số. Cũng giống như tiếng Việt Nam mình, cái chữ ba đó, chữ ba tiếng Việt Nam mình đó, có nhiều nghĩa. Một đó là cha, mà là thứ hai nó là tên con số, rồi thứ ba nó là nghĩa là sóng sóng nước, giống như là Thu Ba
hay là phong ba thì biết hết phải không? Và cái chữ năm cũng vậy, chữ năm cũng vậy, cũng có nhiều nghĩa. Một là con số, hai nữa là đơn vị thời gian 12 tháng 365 ngày. Vị nhớ không? Cái chữ năm trong tiếng Việt Nam mình nó cũng có nhiều nghĩa. Một đó là cái nó có nghĩa là tên một con số 1 2 3 4 5 ấy. Mà chữ năm ấy, nó cũng có nghĩa thứ hai đây, có nghĩa là một cái đơn vị thời gian 12 tháng gọi là năm. Thì cái chữ Patuma trong tiếng Bali cũng vậy, nó cũng có nhiều nghĩa. Một là tên một con, một là tên một loại hoa, tên tên một loại hoa hồng. À, sẵn đây tôi nói luôn, ở trong tiếng Bali đó, cái màu màu cái hoa sen trong tiếng Ấn Độ đó, sen nó nhiều lắm. Có những loại sen mà người Việt mình không có biết, ví dụ như bên Ấn Độ nó có cái loại sen mà bên Bắc Tông bên Đài Loan á, họ như đem về họ trồng, họ gọi là sen Di Đà nha. Chứ còn mà cái tên thiệt cái bên Ấn Độ thì tôi không biết, mà chỉ biết là người Tàu họ có nhập từ Ấn Độ về một loại sen, họ đặt tên là sen Di Đà. Nó không có to, nó chỉ bằng một nửa cái sen thông thường của mình thôi, nhưng mà nó tới 40 cánh này, 40 cánh. Rồi Ấn Độ có loại sen xanh mà bên Việt Nam mình không có, là thanh liên đấy. Rồi Ấn Độ có sen trắng, rồi Ấn Độ có sen hồng. Việt Nam mình thì tôi biết rằng chỉ có hai loại sen trắng và sen hồng thôi, chứ mình cũng không có cái sen xanh nha. Ấn Độ nó có loại sen xanh, cái là cái cánh của nó màu xanh. Các vị vào Google, các vị đánh cái chữ Việt Nam á, hoa sen xanh cũng được, hoặc là đánh chữ Blue Lotus cũng được, cũng được, là cũng sẽ thấy được cái mấy cái bông của Ấn Độ. Thì nên nên ở đây thì tôi báo cho bà con biết là cái chữ sen hồng ở đây đó, nếu mà nói theo chú giải thì được cái hai nghĩa như vậy, để bà con đừng có thắc mắc nha. Bác ủa từ sao mà bữa nay tôi nghe ông này ông giảng khác, rồi ông bữa kia ông kia giảng khác, là bởi vì các vị có thể nghe không đủ, hoặc có vị cái vị nào giảng hay giảng pháp qua thôi. Ở đây nói rõ là ở trong đây các vị cho biết rằng có những cái vị họ cho rằng cái chữ này đó, cái chữ sen hồng đây là tên của một loại địa ngục, nhưng có vị thì nói rằng đây là cái con số năm tháng, cái con số năm tháng mà cái con số năm tháng mà vị tỳ kheo Kokalika phải trải qua trong địa ngục A Tỳ. Rồi rồi xong như vậy thôi, chúng ta đã hết xong, đã học xong những cái bài kinh mà liên hệ tới ông Kokalika. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học về cái bài kinh, tôi ráng cho nó xong, cho nó xong cái phẩm này tôi mệt quá, nhanh lắm bài kinh này, nhanh lắm cái phẩm này, nhanh lắm. Tiếp theo là cái phẩm Sanh Năng của Mara, cái kinh Sanh Năng của Mara. Sanh Năng của Mara chúng ta thấy cũng có gì đặc biệt. Trong đây nói rằng cái ông Phạm Thiên này, Phạm Thiên này kiếp trước đắc thiền từ lúc còn là thiếu niên, nào đó mất sớm nhé, sanh về cõi Phạm Thiên và có hình dáng của một cậu bé, nên được các Phạm Thiên khác gọi là Sa Năng Kumara, nghĩa là cậu bé tóc đào. Cậu bé tóc đào,
rồi treo. Nghe cậu bé tóc đào biết, cậu, tôi biết có bị biết tóc đào không ta? Alo, có bị còn nghe không? Có bị còn nghe không? Dạ rồi, cậu bé tóc đào. Bài kinh, bài kinh này đơn giản thôi, vị này vì cái lòng kính Phật cho nên vị này xúc động bài kệ tán thán Đức Phật thôi. Vị này nói rằng nói theo quan điểm xã hội của Ấn Độ ngay thời này thì trong các cái dòng dõi thì vua là số 1, nhưng mà trong tinh thần của Phật pháp á, thì khắp cả thế gian này cái gọi là số 1 đây đó là chỉ cho vị chánh đẳng giác như vậy thôi. Rồi cái bài kinh thứ ba, bài kinh tiếp theo là cái bài kinh Sanh Năng Cú Ma Đá, xong rồi bài kinh tiếp theo là hồi nãy giờ có một loạt cái bài kinh mà liên hệ tới cô Kali Cá đó, tôi không có giảng hết thì các vị cũng đọc hiểu nha. Tôi nhắc lại, không phải tôi cố ý bỏ sót mà vì xét thấy hai điểm. Thứ nhất, nội dung ở trong chánh kinh không có gì phải giải thích thêm. Thứ hai là trong chú giải không nói gì hết, trong chú giải nói rất là sơ sài, chỉ giải thích về địa danh là cho vui vậy thôi. Cho nên tôi cố ý thôi. Chẳng hạn trong đây có cái câu mà khi mà xảy ra cái chuyện mà đề mà Đạt Đa với cô Kali Cá đó, thì Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tý có xuống gặp Đức Phật hầu ngài và có đọc một bài kệ là cây chuối hãy nó có buồn là nó coi như nó chết, cây tre cái bông cây lao mà nó có bông là coi như nó sắp chết, rồi con ngựa mà nó có mang lại coi như là nó không còn chạy nhanh được nữa. Thì cái người mà bất thiện thì khi có chút danh lợi thì đời họ tàn. Tôi nhớ tôi có nói và tôi có viết về cái điều này, đó là tôi gọi cái chữ tử khí, bà con còn nhớ không? Tức nghĩa là một cái trái cây mà nó bắt đầu thơm thì có nghĩa là cái tử khí của nó báo cho biết là nó sắp sắp rớt xuống, nó sắp rụng xuống, nó sắp trở về đất, không còn tiếp tục sống nữa. Thì tôi nhớ các bạn đó, tại một bài viết tôi gọi đó là cái tử khí. Thì cái bài cái nội dung đó dựa vào của cái này này, dựa vào cái bài kể này, cây chuối nó có buồn là đời nó sắp xong rồi, cây tre cây lao mà nó có bông là đời nó cũng sắp xong rồi, còn con ngựa mà dầu nó chạy hay cách mấy mà hễ nó có mang là nó xong rồi. Thì một cái người bất thiện mà khi họ có chút danh lợi rồi là coi như họ cũng xong rồi. Bởi tôi nhớ Khổng Tử có nói rằng đời người có ba cái bất hạnh, một là tuổi trẻ thành công sớm, có nghĩa là sao, có nghĩa là chưa kịp có kinh nghiệm đời thì do may mắn mà có được cái này cái kia, không còn mở lòng ra để học hỏi nữa. Tuổi trẻ thành công sớm là cái bất hạnh. Thứ hai là tuổi trung niên mà mất vợ là cũng là cái bất hạnh. Bởi vì trung niên mà mất vợ đó thì coi chừng về già không có con. Coi chừng nếu mà đã có con rồi mà vợ mất vợ cái đứa tuổi đó thì ai nuôi dạy con đây? Không lẽ mình bỏ cả đời đó mình nuôi dạy con à? Nó kẹt như vậy. Nếu mà đã có con rồi thì coi như cuộc đời mình xong. Còn nếu mà chưa có con thì cuộc đời mình về già là thấy rõ mười mươi là mình cô đơn. Cái điều bất hạnh thứ hai đó là tuổi trung niên cô đơn, và cái thứ ba đó là tuổi già không con cháu, thì đã được xem là ba cái điều bất hạnh trong đời người. Thì thấy Khổng Tử, vì thế Khổng Tử cũng có nhìn nhận điều thứ nhất là tuổi trẻ thành công sớm, có nghĩa là cái ý đó cũng gần giống như cái điều trong Phật pháp mình nói, nghĩa là khi mà có chút danh chút lợi đó, thì 99% con người đó là không còn mở lòng ra để học hỏi nữa. Và Trang Tử cũng có nói một điều thế này, biển là cái chỗ thấp nhất trên đất, một con người mà biết mở lòng mình ra, biết sống khiêm tốn thì cái cơ hội mà mình học hỏi được cái điều hay thiên hạ nó sẽ lớn hơn là mình trở thành một cái gò, trở thành một ngọn đồi cao lắm bằng ai mà chỉ vừa đủ để không chứa được nước nha. Ok, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy là những cái bài kinh ồ, vậy tôi bỏ nhiều quá ha. Tôi bỏ nhiều quá. Rồi kinh sa, rồi kinh như vậy thì tới kinh Đề Bà Đạt Đa tôi cũng đã vừa giảng xong.
rồi kinh tới về kinh Anh Thái Cá Vinh Đát, kinh Anh Thái Cá Vinh Đát. Nó có cái lợi đó là mình cùng nghiên cứu nhau vậy mình đỡ nản, chứ một mình quý vị mà kêu một mình quý vị đọc rồi nó cũng chán đời lắm nha. Nhưng mà có người mà đọc chung với mình đó thì mình đỡ nản. Ok, mình đọc trong đêm mình thấy Phạm Thiên Sa Sa Hàm Bát Tý, tức là thường xuyên lui tới, rất là thường xuyên lui tới để mà hầu Phật. Cái bài Anh Thái Cá Vinh Đát này cũng không có gì, theo tôi thì cũng không có gì nhắc nhở đây hết, không có gì nhắc nhở. Mặc dù thấy chú giải thì dài đó, nhưng mà chỉ là những chuyện quý vị đã biết không, chỉ là những điều quý vị đã biết không. Tức là Phạm Thiên nói là một điều mà mình tâm đắc, hãy nên sau hãy ở chỗ núi non xa vắng xóm làng, hãy sống đời giải thoát, từ bỏ các kiết sử nếu tại đấy không đạt điều ông ưa ông thích. Tức là cái vị Sa Hàm Bát Tý này là nói lại cái kinh nghiệm tu học của mình ngày xưa. Có nghĩa là mình tu á, mình có hai cái lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất mà ông cho là tốt nhất đó là nên tìm đến sống cái chỗ thanh vắng viễn ly để mà độc cư thiền định. Còn nếu trường hợp như mà mình không có thích hợp với cái đời sống viễn ly độc cư thì mình hãy trở về sống chung với chư tăng. Sống chung với chư tăng, miễn là sống ở đâu đi nữa thì cũng phải là tu tập, cũng phải là tu tập. Nhưng mà ông mở ra cho mình hai cái lựa chọn, một là sống một mình thì cũng phải tu tập, còn nếu mà thấy không có thành tựu như ý thì có thể thử về sống chung với tăng chúng xem sao. Thì tôi phải nói rằng nếu mà tôi có thể ha, thì tôi đề nghị cái bài kệ này của Phạm Thiên Sa Mát Tý đáng được để vào ở trong cái mục gọi là công phu mỗi ngày. Theo tôi nó có những thì kinh nào cũng là kinh thôi, nhưng mà có những bài kinh mà tôi xét thấy rằng nên tụng đọc từng ngày. Vì sao? Là vì có nội dung tương đối là nó bao quát và nó mang cái tính định hướng. Không biết tôi nói bà có nghe kịp không, nó mang cái tính bao quát và định hướng. Chứ còn mà có những bài kinh nói xoáy, nó tập trung vào một cái vấn đề gì đó thì nó hơi chuyên chuyên biệt nha. Còn cái này nó hơi mang nó bài những cái bài kệ này, những bài đoạn kinh này đối với tôi nó mang tính phổ cập, có nghĩa là nó nói chung chung, nó cái nội dung nó rất là trọng và nó mang tính định hướng, có nghĩa là nó mở ra cho mình một cái gợi ý rất là lớn là mình phải làm cái gì. Còn có những bài kinh thì họ đi sâu vào một vấn đề thôi, riêng bài kinh này tôi thấy xuất sắc, mang cái nội dung đoạn kệ này nè, nó mang nội dung định hướng cho người tu rất là nhiều. Trước hết là khuyên mình hãy ở chỗ thanh vắng một mình để tu tập. Tuy nhiên nếu mà chỗ đó không được á, sẽ trở về sống chung với đại chúng, nhờ vào cái sự gia trì, cái sự tiếp sức của đại chúng thì chúng ta sẽ được tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao mà người ta có các thiền viện là như vậy đó quý vị. Có nghĩa là mình đến mình học với thiền sư, mình trình pháp vài tháng rồi mình sẽ trở về mình tu một mình được rồi, thì mắc cái chứng gì mà năm nào cũng chạy qua thiền viện làm sao. Là bởi vì có những người họ biết hết đường đi lối về hết đó, tu tập sao họ biết. Nhưng mà ở nhà mình đó, nó khó, ít nhất là về mặt tâm lý nó khó lắm, nó không có tập trung. Nhưng mà tôi có nghe một vài người quen của tôi, họ đi Miến Điện, đi Thái Lan về, họ kể họ nói lạ lắm, ở nhà cái phòng mình nó sang trọng, nó sạch sẽ, muốn ăn muốn uống cái gì là cứ bước ra nhà bếp mà nó ngộ lắm, nó không có được như bên kia. Bên kia đó là coi như là nó muỗi rồi nực nội, rồi thêm nó hơi thiếu vệ sinh, ăn uống thì nó cũng hạn chế ghê lắm. Mà ngộ lắm, phải nó cứ mình ngồi mà mình chỉ cần mình biết rõ mình đang ngồi trong cái thiền đường với thầy với bạn, tự nhiên họ nói người nó an tâm, nó khỏe lạ lùng lắm. Cho nên có những người họ hợp ở một mình, nhưng có những người họ cần cái sự gia trì tiếp sức của đại chúng chung quanh, của thầy của bạn là như vậy đó.
Ok, cái đoạn tiếp theo là bài kinh, tiếp theo là bài kinh Arunavati. Kinh Arunavati. Chúng ta biết rằng là trong quá khứ có vô số chư Phật đã ra đời và đã viên tịch. Trong tương lai cũng có vô số chư Phật sẽ ra đời và cũng sẽ viên tịch. Còn hiện tại thì ngay trong cái trái đất này nè, thế có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù Ngài đã niết bàn rồi nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn đó. Ở đây nó có một cái chuyện nó hơi tế nhị thế này, là cách đây không lâu tôi có một người Phật tử họ nhắn tin cho tôi, họ nói rằng sư trưởng muốn biết là ngay bây giờ trong trái đất này không có Đức Phật nào hết, chỉ có Xá Lợi với Tam Tạng thôi, và chung quanh mình ấy, cũng vậy, chung quanh nó 10.000 thế giới là không có, nhưng bên ngoài nó có hay không, cái chuyện của tôi là tế nghĩa chỗ là cái chuyện đó, đó. Xin không có hỏi tôi, nhưng mà vì đang giảng cái bài kinh này thì tôi cho là có điểm liên quan, cho nên tôi cũng sẵn mượn đây tôi nói luôn là bên trong kinh điển Pali có một điểm rất là độc đáo, đó là những cái điều không được nói rõ cái nội dung tổng quát của toàn bộ đó. Tôi nhắc lại lần nữa, có những điều không được nói đến cụ thể ở chỗ nào, nhưng mà lấy nội dung trên tổng quát Tam Tạng nói chung đó, thì chúng ta có ngay một câu trả lời, có ngay ngay một câu trả lời. Các vị hỏi tôi bên ngoài trái đất này có Phật hay không, nếu các vị hỏi tôi thì tôi biết tôi trả lời này sẽ gặp nhiều sự chống đối lắm, nhưng mà tôi vẫn không, tôi không thể giấu được là tôi tin chắc 1.000% là bên ngoài cái phạm vi là 1.000 tỷ, 1.000 tỷ vũ trụ, xin lỗi, cái vũ trụ không, vũ chữ vũ trụ là mình xài bây giờ, tôi muốn xài cái chữ trong kinh hơn, 1.000 tỷ trong kinh, tôi ghi luôn chữ cho các vị, cô tí sa ta sa hát sa, cô tí đó là 10 triệu. À, cô tí là 10 triệu. Còn ở sắp tá xá xá đó là 100 ngàn. Như vậy thì tổng cộng lại chúng ta có là 12 con số 0. 12 con số 0 nó có nghĩa là 1.000 tỷ. Rồi, 1.000 tỷ. 12 số 0 là 1.000 tỷ. Thì trong kinh nói đó, cái đây là một cái khu, một cái phạm vi mà hoạt động của một vị chánh đẳng giác. Bên ngoài cái phạm vi này đó là nó có một, mà cái chữ thế giới đây là gì? Thế giới ở đây đó nó có hai nghĩa, thế giới lô cá ở đây có hai nghĩa, mấy cái này các vị làm ơn ghi giùm, nghĩa một ám chỉ thế giới loài người hoặc ba mươi mốt cõi,
Được cái mẫu đơn chính xác thì chỉ có 27 cõi đó. Nghĩa hai là một trong ba hệ thế giới tiểu thiên, trung thiên tiểu thiên gồm 1.000 mặt trời, trăng, mọi thứ đều là 1.000. Thí dụ như 1.000 cái bắc lưu châu, 1.000 cõi đau lợi, 1.000 cõi đấu sức đó, thì trong trường hợp đó nó được gọi là một một tiểu thiên nhé. Mà 2.000 cái tiểu thiên đó là một trung thiên thế giới. Mà 3.000 cái trung thiên thế giới đó là một đại thiên thế giới, và có vô số cái gọi là đại thiên thế giới như vậy. Biết biết các vị có nghe kịp không? Biết các vị có nghe kịp không? Mấy chỗ này là những cái kiến thức Phật học nha. Nha, mà cái này là tôi nhớ lại là cái này là chánh tạng, cái đoạn này là chánh tạng chứ không phải là chú giải. Và cái điều đặc biệt là Đức Phật không bao giờ mà ngài nói cái gì mà chống lại khoa học. Chú giải thì có, chú giải có nhiều cái kiểu kỳ cục lắm nha. Nhưng mà chú giải của người đời sau, nhưng mà đặc biệt là cái chánh tạng là đặc biệt. Ngay cả khi ngài nói về cái vũ trụ quan ấy, cái cách nói của ngài nó là không có đi ngược lại khoa học. À, thì thế giới này có hai nghĩa, một là nghĩa cục bộ, có cái là ám chỉ cho cái trái đất này thôi, hoặc là rộng hơn chút là ám chỉ cho mấy chục cái cõi đó. Nhưng mà cái nghĩa hai đó thì nó là hệ thế giới, giống như thái dương hệ vậy đó. Còn đây là hệ thế giới, nó gồm có tiểu thiên thế giới thì nó gồm có một, nó gồm có 1.000 mặt trời, mặt trăng, 1.000 cái bắc cô lưu châu, 1.000 đông thắng tân châu, thì tân nam thiện bộ châu, 1.000 đau lợi gia ma đấu sức quá là tiên ta quá tự tại, 1.000 có cõi phẩm thiên sơ thiện nhị thiện tam được tứ tự vân vân vân, mỗi thứ 1.000 hết thì có là một tiểu thiên thế giới. Mà 2.000 em rồi cái 1.000 ấy, 1.000 cái tiểu thiên như vậy đó, nó làm nên một cái trung thiên thế giới. Mà 3.000 cái trung thiên như vậy đó thì nó gọi là một cái đại thiên thế giới. Cho nên ở đây là cái bài kinh Anuruddhavati là nói về một vị Phật quá khứ. Mà nhân cái nói về một vị Phật quá khứ này nè, thì tôi phải nói luôn về cái vũ trụ quan và nói ra cái sự ra đời của chư Phật nha. Là như vậy đó. Nói về sự ra đời của chư Phật tức là quá khứ thì có vô số rồi, không ai bàn rồi, tương lai cũng vô số mình cũng không có bàn, nhưng mà hiện tại thì sao? Thì hiện tại đó thì trong kinh không có nói rõ, nhưng mà tôi căn cứ vào những gì tôi đọc trong kinh, đọc trong chú giải và cả chánh tạng, thì tôi nhắc lại các vị có thể nghi ngờ tôi nha. Các vị có thể nghi ngờ tôi, các vị có thể đi hỏi ngài Thanh, ngài Hộ Pháp á, hoặc là hỏi cái ngày bay là ngày tỉnh giác ở chùa Giác Quan ấy nha. Nhưng mà dĩ nhiên thì tôi cũng báo trước là có thể các vị cũng không có suy nghĩ giống như tôi, nhưng mà tôi mong các vị sẽ
cứ 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 sẽ tới tìm hiểu với các vị, là vì hai vị này cứ là thoải mái về tra cứu kinh điển, là thoải mái. Hiện giờ thì ngài hộ pháp hả, ở chùa Viễn Không, ngài Tịnh Giác ở chùa chùa chi ta, chùa Giác Quan. Đó, mà tôi xin hỏi trong tâm này là bà con mình có bao nhiêu người mà có thể tới gặp được cái vị này hả? Để các vị tới đi giùm ha, người hỏi. Rồi bây giờ tôi trở lại nội dung bài kinh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là, ngài kể lên câu chuyện xưa, ngài kể lên câu chuyện xưa, ngài kể lên câu chuyện xưa. Trong kinh trong đây thì không có nói cái duyên sự, đây là không có nói duyên sự là tại sao Đức Phật ngài giảng cái kinh này. Trong kinh chỉ trong chú giải chỉ nói cái sơ sơ cái điểm nào cần thiết lắm thôi. Thì trong đây cho chúng ta biết rằng trong trái đất này nè có năm vị Phật. Thì cái vị Phật đầu tiên là Phật Cù Lưu Tôn, Cát Cú Sàm Thá. Cái vị thứ hai đó là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Cô Na Cái Bánh Á. Phật thứ ba là Phật Caspa, là Phật Ca Diếp. Phật thứ tư là Sakya Muni, là Phật Gautama đó, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Cồ Đàm ấy. Và cái vị thứ năm là Phật Mét Tây á, cái nghĩa là Phật Di Lặc, cái vị đó sẽ thành Phật sau này nha. Và trước cái trái đất, trước khi trái đất này hình thành ấy, thì có một cái trái đất khác. À, thì có trên trái đất khác có Phật và có những trái đất không có Phật. Tiếc là mình ở xa quá, mình không có nói chuyện nhau bằng hình ảnh được, chứ không là các vị đừng có thắc mắc, các vị có lẽ không không có thắc mắc chỗ này. Có nghĩa là tôi chỉ nói hy vọng mong manh là các vị hiểu thôi. Có nghĩa là có vô số cái thái dương hệ, tôi đặt tên nha là A B C D F, mỗi thái dương hệ thì tôi đặt tên là A B C D F. Thì trong cái thái dương hệ A đó nó tồn tại được bao lâu rồi nó mất, thì trong thời gian nó mất như vậy nó là một khoảng trống. Rồi sau này trong cái khoảng trống đó nó lại xuất hiện một cái khác nha. Còn những cái thế hệ khác, ví dụ như lúc nó không nhầm lúc nó hoại thì nó vẫn tồn tại, rồi nó cũng y hệt như vậy. Trong lúc nào mà nó bị mất rồi thì nó sẽ để lại một khoảng trống cho đó, để vào cái khoảng trống đó về sau nó sẽ xuất hiện một cái khác cũng trong khoảng trống đó. Thì trong trái đất này cũng vậy, tức là khi mà trước khi trái đất hình thành á thì nó cũng có những trái đất khác, mình tạm gọi là cũng ở cái vị trí của trái đất này như vậy, mình hiểu nôm na như vậy đi. Thì trong đó có một cái trái đất có vị Phật tên là Sikhi. Vị này có hai người đệ tử, ở trong chú giải mới nói thế này. Trong đây cái đó là ngày có hai vị thượng thủ tinh văn Apipu đệ nhất trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, và cái vị thứ hai là Samphawa đệ nhất thần thông như ngài Mục Kiền Liên đó. Thì cái bài kệ kinh này đó, bài kinh này là nói đến cái vị đệ nhất trí tuệ, tức là đệ nhất trí tuệ là ngài Apipu á. Apipu thì mỗi vị Phật trên đánh giác được cái hai đệ tử số 1 như vậy hết. Thì ngày cái trong bài kinh này chúng ta học về ngài Apipu. Apipu là đệ nhất về trí tuệ. Thì ngài đi theo vị đi theo bậc đạo sư của mình lên lên cõi Phạm Thiên, và Đức Phật kêu ngài thuyết pháp cho Phạm Thiên nghe. Thì cái phần đó các vị thấy rồi, trong bản tiếng Việt các vị thấy rồi nha. Ở đây tôi chỉ nói cái gì mà các vị không thấy thôi. Thì trong đây mới nói rằng sau khi mà ngài thuyết pháp cho Phạm Thiên xong rồi thì ngài mới xin phép Đức Phật khi để ngài dùng thần thông, ngài nói một cái câu kệ mà để cho 1.000 thế giới được nghe được hát. 1.000 thế giới đây tức là gồm 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời đó, rộng như vậy đó, nghe được hết. Thì ra trong chú giải mới hỏi, thì mới đặt cái câu hỏi là làm thế nào để 1.000 thế giới đều nghe được cái bài kệ này của mình. Thì trong đây mới nói là trước hết là ngài
nhập thiền bằng đề mục màu xanh để khiến mọi nơi trở nên tối mịt trong gì lá Rồi ngay sau đó nhập định bằng đề mục màu trắng để tạo ra ánh sáng. Từ cái sự sáng tối bất thường này, đã tạo ra sự chú ý của muôn loài và ngay lúc đó vị trưởng lão mới nói bài kệ như ta thấy trong trong chánh kinh. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Còn một bài kinh nữa thôi là xong. Dạ rồi, cái cách thức như vậy đó, cái cách thức mà khiến cho người ta chú ý tới mình đó là trước hết ngày dùng màu xanh. Ngày dùng màu xanh để ngày khiến cho toàn thể 1.000 cái thế giới nó đều tối mịt, nó tối thui. Mà nhanh lắm chứ không có lâu, nhanh lắm cho tắt là để làm cho tối thui, tự nhiên người ta phải chú ý được, ủa sao tối thui vậy ta. Thì lúc đó là ngày mới tiếp tục mình nhập cái đề mục màu trắng. À, nhập cái đề mục màu trắng để cho sáng trở lại. Thì ngày mới, thì người ta ngay lúc mà ta để ý đó thì lúc đó ngày mới nói. Giống như mình thấy mình đang đi ở trong siêu thị, trong chỗ chỗ đám đông như vậy mà mình muốn cho mà cảnh nhà nước của cảnh sát và công ty cái siêu thị nó muốn cho mình chú ý dễ lắm. Một là người ta tạo ra một cái âm thanh nào đó, còn hai đó là cảnh sáng, mà tôi thấy xe cứu thương với xe cảnh sát là xe cứu hỏa, ông ngoại âm thanh thì còn có ánh sáng nhấp nháy tạo sự chú ý gì đó. Cái bài kể này cũng là một trong những bài kể mà tôi thuộc lòng đó. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật pháp, hãy phá nát mê muội như vôi phá chồi lá. Bài kể rất là đẹp. Ok, và cái cuối cùng là bài kinh Niết Bàn nha. Bài kinh này cũng không có gì phải chú thích. Bài kinh này không có gì phải chú thích hết. Bài kinh này chỉ nói vắn tắt, kể làm cách vắn tắt cái giây phút cuối cùng mà Đức Phật Niết Bàn thôi. Thì ở đây có một chuyện thế này, là bà con nhìn vào trong chánh kinh ấy, bản tiếng Việt tôi đã trả lời rồi, tức là sư trưởng hỏi, sư trưởng nói là sư trưởng muốn các vị cho sư trưởng một cái bằng chứng nào mà xác nhận hay là phủ nhận cái chuyện ra đời của một vị Phật khác vào ngay bây giờ ở một vũ trụ khác. Sư trưởng nói sư trưởng muốn các vị cung cấp cho sư một cái nguồn tài liệu nào rõ ràng về cái chuyện đó là có hay không, tức là trong kinh nó có hay không có. Thì tôi mới căn cứ vào mấy cái bài kinh mà tôi được biết đó, tại vì trong kinh không có chỗ nào nói rõ hết. Mà lý do tại sao không nói rõ là bởi vì sẽ gây hoang mang thôi. Bởi vì ngay cái giáo pháp của Đức Phật mà mình chịu, Đức Phật trước mặt mình mà mình chịu tu mà mình lo, mình cứ nghĩ đến cái cảnh giới khác làm chi. Và trong kinh có nói rõ thế này, dầu chư Phật
quá khứ, hiện tại, tương lai có ra đời ở đâu và lúc nào, thì cái nội dung giáo lý giống y hệt nhau à. Có nghĩa là sao? Thì cũng là ba mãi pháp bồ trợ bồ đề, mà có điều là tùy cái cơ duyên của chúng sinh trước mặt, mà mỗi một người được hướng dẫn theo cách nào, chỉ vậy thôi, chứ nội dung giống hệt nhau. Và đôi khi bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trước mặt mình mà mình chịu tu, rồi mình cứ đi mong cầu cái cõi nào này cõi nọ là chi. Chỉ cái thứ hai nữa đó, thì trong thời gian hành pháp độ, các vị đã gieo duyên với mình, các vị đã biết rõ mình muốn cái gì, với gieo duyên với rất nhiều chúng sinh ở đây, và cho nên những cái vị Bồ Tát ở những cái nơi chốn mà xa xôi khác thì họ chỉ gieo duyên với người của họ, theo tôi hiểu là như vậy. Nghe thì nó rất là đời nhưng mà nó là như vậy, tức là họ chỉ gieo duyên với nhau. Bởi vì trong kinh đó, có nói trường hợp là, tôi quên cái chữ Pali rồi, mà tôi nhớ có trường hợp là có những vị mà họ có duyên đắc với thinh văn, thì Đức Phật ngài không có ra sức, nhưng mà có trường hợp ngài biết rằng cái người này chỉ có thể đắc quả dưới sự hướng dẫn của ngài thì ngài giúp, nhưng có trường hợp ngài biết rằng cái người đó họ không, họ dù họ có gặp ngài họ cũng được gì, thì ngài lại để cho các vị đệ tử thực hiện cái chuyện mà tiếp độ người đó. Thì cái duyên họ gieo với nhau đó, không phải để Đức Phật Phật thì không biết, nhưng mà nó lạ vậy đó, lạ chỗ là người ta có duyên với mình thì mình dễ làm việc hơn. Cho nên tôi đã nói rồi, cái ở đây đó là cái sư sư đòi hỏi một cái sư muốn có một cái bằng chứng, thì tôi nói rằng là đây là tôi trả lời một câu rất là gọn, khi nói có vô lượng thế giới là đủ rồi, có vô lượng thế giới là đủ rồi. Còn khi mà mình chỉ cần mình trả lời không, có nghĩa là mình đã chấp nhận thế giới này nó là có giới hạn. Khi mình nói là không đó, có nghĩa là mình trả lời thế giới có giới hạn. Cho nên nó là chỉ cần để trả lời câu hỏi này, nếu tôi theo tôi thì câu trả lời là tốt nhất, thì mình nên trả lời bằng hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là cách phạm vi hoạt động của mỗi vị Phật chỉ có 1.000 tỷ vũ trụ thôi, chỉ 1.000 tỷ. Cái cách đầu dòng thứ hai, xin nhớ rằng có vô lượng thế giới đủ, chỉ hai câu trả lời là thôi, chỉ hai gạch đầu dòng. Còn bên Mất Tông á, mà sẽ họ đi xa đi sâu là bởi vì đó là cái có những vị tổ sư họ chịu không nổi, họ thấy những cái chỗ mà bỏ ngỏ đó, bỏ ngỏ trong kinh, trong trong, trong chánh kinh đó, họ họ thích quá đi, họ mê quá, họ mới họ nghĩ là thiêu dệt nhưng mà chỉ có lợi chứ không có hại, là bởi vì có nhiều người họ họ, họ thấy bây giờ Phật Thích Ca nó mất rồi à, thì bây giờ phải cho họ một cái gì đó nó hơi thú vị chút xíu chứ, hứa hẹn đủ điều hết. Chứ thật ra đó là đây là những cái điểm mà kinh điển Nam Tông bỏ ngỏ không muốn nói tới, không muốn nói tới. Thì rồi một chuyện, chuyện thứ hai bà con làm ơn ngó tôi vô chánh kinh nha. Đoạn thứ ba, cuối đoạn thứ ba đó, rồi Thế Tôn vào định sơ thiền ha, rồi cuối đoạn thứ ba là ngài vào phi tưởng, thì phi tưởng chăm, rồi đầu đoạn thứ tư, các vị có thấy không, các vị có thấy không, đầu đoạn thứ tư đó, ra khỏi phi tưởng thì phi tưởng ngài vô vô sở xứ. Đó là bản dịch của ngài Minh Châu nha, nhưng mà trong bản Pali thì không phải như vậy. Ở trong bản Pali là sau khi ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ ngài nhập thiền diệt, sau khi xuất khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ ngài nhập thiền diệt thọ tưởng định, mở một đơn để sanh nhá về đã di tá ni rô tha sa mê
Samapatti. À, rồi cái đầu đoạn thứ tư, đầu đoạn thứ tư trong Pali đó là xuất khỏi thiền diệt ngày nhập trở lại phi tưởng, phi phi tưởng sau đó xuất khỏi rồi nhập vô sở hữu xứ nha, vô sở hữu xứ. Đó là cái điều thứ hai, nghĩa là trong bản tiếng Việt bỏ đi cái phần thiền diệt. Một cái chuyện nữa là trong bản tiếng Việt, ở trong cái bản chánh kinh á, trong bản chánh kinh thì chỉ kể là ngày vô sơ thiền rồi ra sơ thiền lên nhị thiền lên, trong cái đây chỉ kể có lên rồi cái xuống hai đợt nha. Nhưng mà ở trong chú giải cho mình biết không phải hai đợt, không phải hai đợt mà là hai mươi bốn ngàn tỷ lần. À, tiếng Bali là Chát tú quy sati hả cô tí sát ta sát cô tí sát ta sát sát cô tích ta sẽ hát sẽ đây à, có nghĩa là ngài, nghĩa là vào sơ thiền nghĩa là nhập xuất sơ thiền chừng ấy lần phi tưởng, phi phi tưởng cũng chừng ấy lần, nói chung là mỗi mỗi loại định được nhập xuất 24 ngàn tỷ lần rồi lần cuối cùng sau khi xuất khỏi tứ thiền sắc giới ngày lập tức viên tịch. Đó đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai trong đây nói một chuyện là dù cho chư Phật hay một chúng sinh bé mọn như con ong cái kiến. Tôi không biết trong 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 này có ai có nghe chỉ con ong cái kiến không ta, có không, có bị có nghe cái tiếng này không? Quân đã ký vị lịch cần
Rồi. Dầu cho chư Phật hay một chúng sinh bé mọn như con ong cái kiết. Đây là những cái chữ mà bà con nên, nếu mà bà con có lòng học Pali thì nên nhớ mấy chữ này, nên nhớ mấy chữ này. Cái kun cái pilika gọi là chỉ cho con ong cái kiến, cái là chỉ cho những cái loài mà nhỏ xíu xíu, những cái loài mà những cái loài mà bé mọn tầm thường vô danh nhất, thì tất cả đều kết thúc cuộc sống bằng khổ đế vô ký. Là sao? Khổ đế bây giờ mình thấy khổ, tập đế là gì các bạn? Tập đế là tham, diệt đế là niết bàn, đạo đế là bát chỉ đạo. Thì như vậy đó là cái còn lại đó là khổ đế, thì ai cũng kết thúc bằng, ai cũng mạng chung bằng tâm quả giống nhau. Trước đó tục sinh bằng tâm nào thì cuối đời sẽ mệnh chung bằng tâm đó. Đầu đời nó có tên là Pháp Tý Sanh Thị Chích Tá Tâm Tái Tục. Cuối đời nó Chú Tý Chích Tá Tâm Mệnh Chung. Đó, các vị như vậy. Tâm này do tiền nghiệp quá khứ mà có. Vì làm quả, mấy này tôi chưa cần ngồi để đánh máy chứ tôi nói rồi bà con mới nhớ. Nên không thiện cũng không ác gọi là vô ký. Tiếng Pali là Abhyagata. Thì đây là những cái điểm mà mình phải lưu ý. Thứ nhất là cái số lần mà Đức Phật ngài nhập và xuất thiền nó nhiều lắm, mà trong đây thì trong kinh Nhật châm chính kinh như kẻ rất là ít. Mà tôi phải nói rõ luôn là ngày xưa lúc còn sinh thời thì ngài tỉnh sử thì ngài dịch là 2.4 triệu theo lời dịch của ngài ngài tỉnh sử. Cô tí là 1.000 tỷ, như vậy thì là 24.000 tỷ. Có lẽ có một cái nhầm lẫn nào đó. Và hôm nay ta có internet nè, hôm nay ta có internet à, rồi có ngày nào nữa, ngày hộ pháp nè, rồi ngày tỉnh giác nè. Đây là những địa chỉ mà mình có thể hỏi. Còn nếu mà không nữa đó, bà con nào mà đang ở Miến Điện thì quá đã luôn, quá khỏe. Hôm nay chúng ta muốn bay nhảy thoải mái. Mình cứ trong đời mình trong thời gian rảnh mình coi kinh sách, mình thấy có điểm nào kỳ kỳ á mình ghi trong sổ tay nha. Mà nhớ là ghi phải có xuất xứ đàng hoàng, chứ người Việt mình có cái màn là ăn chơi thì kỹ, chứ còn mấy cái vụ mà này mình ẩu lắm. Tôi nói các vị đừng có giận, nhất là Phật tử, tôi ngoài đời tôi không dám nói, nhưng mà Phật tử thấy ẩu lắm. Có nghĩa là người mình không có mặn mà trong cái chuyện mà nghiên cứu, tại vì mình là người Phật tử, mình nếu ai hỏi tôi lý do tôi trả lời là thì Phật tử Việt Nam tốt bụng lắm, Phật tử Việt Nam tốt bụng nhất thế giới. Tốt bụng ở chỗ nào? Là không cần tìm hiểu Phật pháp mà vẫn một lòng thương kính tăng ni.
Đó. Chứ mấy sứ khác người ta không nói như vậy. Mấy sứ khác là người ta chỉ thương kính tăng ni khi nào người ta giỏi Phật pháp. Còn cái người Việt Nam mình nó có cái sự tốt bụng, nó lòng hào sảng, nó quá sức dễ sợ đáng nể. Cho nên Phật pháp mình dốt đặt mình không biết cái gì hết á, nhưng mà sẵn sàng quỳ lạy với chân tăng ni nuôi cho mấy họ ăn mặc như cưỡng vẫn ok nha. Cho nên mình không có nên chê Phật tử Phật Việt Nam dốt, mà mình phải nói là Phật tử Việt Nam cực kỳ hào sảng và tốt bụng, vô cùng độ lượng hải hà, sẵn sàng nuôi những người mà mình hoàn toàn không biết cái gì hết đó. Cho nên chúng tôi xin đại diện toàn thể tăng ni Việt Nam nghiêng mình trước cái sự dốt nát của các vị. Ok, xong bài kinh này, hẹn gặp lại ngày thứ ba.